Tiên lịch chương 2045, chân thân dung hợp. Trên bầu trời xuất hiện sương mù cuồn cuộn lên giống như là một cây nấm ẩm ẩm khuyết tán về bốn phía. Sương mù tràn ngập che khuất cả bầu trời, khiến cho mặt đất dần trở nên hắc ám. Một luồng uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ phía dưới, khiến cho mặt đất không khỏi run lên. Nếu như mặt đất này có linh tính chắc chắn sẽ phải hoảng sợ dưới uy áp này. Trong hành cung, ngoài đám người kế đô hoàng tử còn có rất nhiều thị vệ. Những thị vệ này đều có sức mạnh cổ tộc không hề yếu. Thậm chí một vài người trong số đó đã trở thành thánh, có được 27 tinh điểm. Nhưng lúc này khi uy áp phủ xuống, gần 1.000 thị vệ này toàn bộ đều tái nhợt sắc mặt, thân thể run rẩy, từ trong cơ thể phát ra tiếng ầm ầm giống như không thể chịu được uy áp này. Trong 100 năm này hắn đã tu luyện thần thông gì sao lại có thể sinh ra uy áp như thế này? Trong đại điện, sắc mặt thanh niên mặc tử bào kia kỳ biến. Với tu vi của hắn cũng không thể chịu đựng được uy áp này, còn về thiếu phụ kia toàn thân còn không thể đứng lên, ngồi ở trên ghế trên trán toát mồ hôi. Kế đô hoàng tử thần sắc kích động, suốt 100 năm vương lâm bế quan này hắn thủy chung không dám đến quấy rầy, cho dù là năm đó hắn gặp nguy cơ sinh tử cũng cố cắn răng sống sót, nhưng hiện giờ tất cả mọi chuyện đều sắp qua đi. Hắn cảm nhận được luồng uy áp này đến từ khí tức của nghĩa phụ vương lâm của hắn, đám sương mù trên không. Trung kia trong khi đang liên tục quay cuồng, đột nhiên bên trong xuất hiện hư ảnh kỳ dị, đó là một mặt trời đỏ rực. Mặt trời này hiện ra bên trong đám sương mù, bộc phát ra hào quang sáng ngời. Ngay khi hào quang này khuyết tán ra, sương mù bốn phía lại một lần nữa cuộn lên. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, đám sương mù này bất ngờ khuyết tán ra vô tận. Từ xa nhìn lại trong quận chỗ hành cung của kế đô hoàng tử này gần như toàn bộ đều bị sương mù này bao phủ. Trong quận này vô số tộc nhân của cổ tộc run rẩy, khó có thể chịu được luồng uy áp này, thân thể như bị đông lại, không thể cử động được một chút nào. Nhất là gần 1.000 thị vệ trong hành cung kia cũng vì ở quá gần uy áp này mà lúc này cả đám đều run rẩy trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Bên trong đại điện kia, thanh niên mặc tử bào toàn thân toát mồ hôi, ngay cả quần áo toàn thân cũng bị thấm ướt hơn phân nửa. Mặt hắn xám như cho ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn đã từng bái kiến Tống Thiên Đại Thiên Tôn, ngay cả ở trước mặt Tống Thiên hắn cũng không sợ hãi như lúc này. Dường như sinh tử của hắn phụ thuộc vào một ý niệm của uy áp này. Những lời đồn từ hơn 100 năm trước liên quan đến người đang bế quan này giờ phút này bất giác hiện lên trong tâm thần của thanh niên mặc tử bào này, khiến cho những ý niệm bất kính của hắn lập tức tan thành mây khói. Trong mắt hắn, người có thể tản ra luồng uy áp này đủ để có thể so sánh với Tống Thiên Đại Thiên Tôn. Theo luồng uy áp này khuyết tán ra, ngay khi sương mù bao phủ cả một quận của Thủy Cổ, ở xa bên ngoài hoàng thành của Thủy Cổ nhất mạch, trong một ngọn núi cao chọc trời có một tòa đại điện. Ngọn núi này tên là Nguyên Thủy Sơn, đỉnh núi có hình như sừng châu, như thể là muốn phá vỡ bầu trời. Đại điện kia được xây dựng ở trên một mặt của chiếc sừng này. Điện này là Thủy Cổ Điện, là một thánh địa của Thủy Cổ nhất mạch chỉ sau có tổ miếu, cũng là nơi truyền thụ thần thông của tộc nhân Thủy Cổ. Thường ngày ở nơi này có rất nhiều tộc nhân đến bái kiến, nhưng hôm nay Nguyên Thủy Sơn này lại tản mát ra một áp lực vô biên, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào bên trong. Ở mặt kia của chiếc sừng, lúc này có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Nam tử này toàn thân mặc áo xanh, tóc xóa xuống ngang thắt lưng, hắn nhìn về phía xa xa thần sắc có chút ngưng trọng. Ở phía sau hắn còn có một người, người này là một thanh niên, tướng mạo thô ráp ẩn chứa một sự dữ tợn, nhưng hiện giờ sự dữ tợn này cũng tiêu tan, bị vẻ khiếp sợ thay thế, hắn cũng nhìn ra xa. Với tu vi của hắn vốn sẽ không thể cảm nhận được uy áp đến từ đằng xa kia, nhưng lúc này hắn đang đứng ở đằng sau nam tử trung niên, thông qua một phương thức kỳ dị nào đó mà có thể cảm nhận được. Sư tôn, đây là... Thanh niên kia hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy thần sắc âm trầm của sư tôn, sau khi vô ý mở miệng liền lập tức nuốt trở lại. Ngoài vương lâm 100 năm trước đã đại náo hoàng cung đạo cổ, giết đạo cổ hoàng tôn, đi tới thủy cổ nhất mạch ta, được hoàng huynh kia của ngươi cung phụng bế quan không ra thì còn có thể là ai nữa? Trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên hàn quang, nghe thấy cái tên vương lâm này, thanh niên tướng mạo thô ráp kia lập tức thở hổn hển, sau khi trầm mặc một lát đột nhiên nói: Sư tôn, thủy chung vẫn không chỉ định đệ tử là hoàng tôn, chẳng lẽ chính là vì người này? Nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng: Vương lâm này năm đó vi sư đã gặp qua một lần, là do sư tôn Huyền La của hắn đưa tới, tu vi của hắn không kém, chiến lược phi phàm, nhưng vẫn chưa được bổn tôn đặt vào mắt. Sở dĩ hắn có thể toàn mạng đi ra khỏi hoàng cung đạo cổ đó là vì Huyền La không ra tay, nhưng sau khi người này giết đạo cổ hoàng tôn, cổ đạo đại thiên tôn thủy chung vẫn không truyền ra lời nào, điều này khiến cho người ta thấy khó hiểu. Cũng chính vì vậy vi sư mới không vội vã chọn ngươi là hoàng tôn tương lai. Điều vi sư lo ngại không phải là người này mà là suy nghĩ của cổ đạo đại thiên tôn kia, còn về người này không cần phải lo tới. Nam tử trung niên kia nhìn uy áp mơ hồ tản ra giữa thiên địa ở đằng xa chậm rãi nói,
hắn chính là Tống Thiên Đại Thiên Tôn, còn thanh niên ở phía sau chính là Đông Man Hoàng Tử. Thanh niên ở bên cạnh kia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút, rồi chần chừ hỏi, Sư Tôn, Vương Lâm này hiện giờ xuất quan. Tu vi của hắn so với 100 năm trước cũng đã tăng tiến, nếu không cũng không thể tản ra uy áp như thế này. Nam tử trung niên kia không nói gì nhưng đồng tử trong hai mắt hắn cũng không thể không co lại một chút. Sau khi nhìn nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng, hắn đang dung hợp chân thân, mà chân thân này có chút bất phàm. Nếu hắn muốn dung hợp hoàn chỉnh thì rất là gian nan, nhưng hiện giờ nếu hắn đã chọn thủy cổ nhất mạch ta là nơi dung hợp chân thân, mà lại không bẩm báo với bổn tôn thì đúng là đã không nể mặt bổn tôn rồi. Huống hồ hắn cũng tham dự trận tranh đoạt trong hoàng cung thủy cổ, đã như vậy thì vi sư phải giáo huấn hắn một phen. Nam tử trung niên kia tuy nói là lo ngại suy nghĩ của cổ đạo đại thiên tôn, nhưng dù sao hắn cũng là một đại thiên tôn, còn là người bảo vệ thủy cổ nhất mạch. Trong phạm vi thủy cổ hắn có quyền xử lý tất cả những chuyện mà hắn cho rằng có thể gây nguy hiểm. Trong mắt hiện lên một tia âm hàn. Nam tử trung niên này đột nhiên giơ tay phải lên vẽ ra một ấn ký, chỉ về phương hướng uy áp của Vương Lâm truyền tới, giải phong. Trong khi hắn thì thào, trên tay phải lóe lên u quang, cùng lúc đó trên vùng đất của cổ tộc, ở vị trí trung tâm tiếp giáp cả tam mạch, trên cổ đạo sơn có đến gần 1.000 bậc thang. Ở trên tầng cao nhất của ngọn tháp cao vút kia, hư ảnh toàn thân được sương mù che phủ đang khoanh chân nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về hướng thủy cổ, chân thân dung hợp. Hồi lâu sau, hư ảnh kia truyền ra tiếng tự nói khàn khàn, giọng nói của hắn bình tĩnh, không lộ ra một chút tâm tình nào, nghe mà không rõ hỉ nộ. Trong một quận của thủy cổ, chỗ hành cung của kế đô hoàng tử, theo sương mù quay cuồng bao phủ thiên địa, chỉ thấy trên bầu trời của hành cung sau khi mặt trời kia xuất hiện, thiên địa biến sắc, sương mù như sôi trào, dần dần hóa thành đêm tối. Trong thời gian ngắn, ánh mặt trời và đêm tối luân phiên thay đổi trong đám sương mù. Sau 9 lần, một tiếng gầm khẽ từ trong hành cung truyền ra, theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy toàn bộ sương mù bất ngờ biến thành những ký hiệu lóe lên, mỗi một ký hiệu kia đều ẩn chứa cấm chế bản nguyên lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã mấy canh giờ. Trong mấy canh giờ này, những ký hiệu cấm chế kia ngày càng nhiều, hai màu trắng đen trên bầu trời thay đổi lại càng nhanh hơn, nhưng thủy chung vẫn chưa thấy dấu hiệu dung hợp, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Sự giao hòa giữa trắng và đen kia dường như giảm xuống, đồng thời mơ hồ như muốn tan vỡ. Còn có rất nhiều cấm chế kia lúc này cũng xuất hiện những dấu hiệu tan rã. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng thét dài kinh thiên vang lên, chỉ thấy từ trong hành cung có năm đạo cầu vồng lao ra. Năm đạo cầu vồng này nhìn không rõ tướng mạo, nhưng bọn họ ngưng tụ lại ở giữa thiên địa. Năm đạo hợp thành một đã ngưng tụ thành một hư ảnh. Hình dáng hư ảnh này bất ngờ chính là Vương Lâm, nhưng đó không phải là bản thể của Vương Lâm mà là ngũ hành chân thân. Chân thân này đứng giữa thiên địa, thân thể hư ảo, chỉ lớn như người thường, nhưng khi hắn mạnh mẽ hít vào một hơi, chỉ thấy thiên địa ầm vang, vô tận sức mạnh thiên địa điên cuồng cuốn tới. Sau khi bị ngũ hành chân thân này nuốt vào miệng, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng lên, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Luồng sức mạnh thiên địa này trên thực tế chính là sức mạnh của thiên địa ngũ hành. Chân thân trăm trượng kia vẫn chưa dừng lại mà lại hút mạnh một lần nữa, chỉ thấy mặt đất chấn động, thiên hỏa ẩn hiện, nước mưa mù mịt, cỏ cây héo rũ. Còn có kim bản nguyên lực từ trong thiên địa cũng theo đó chuyển động, hóa thành sức mạnh thiên địa bị cuốn vào miệng chân thân này. Trong tiếng ầm ầm khuyết tán ra, hư ảnh trăm trượng này lại một lần nữa bành trướng lên, bất ngờ hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng, sừng sững giữa thiên địa. Ngũ hành chân thân cao ngàn trượng này rối hai tay ra, ngũ hành bản nguyên lượn quanh khiến cho sự giao hòa giữa trắng và đen kia trở nên vững chắc, khiến cho những ký hiệu cấm chế kia không còn dấu hiệu tan rã nữa. Ngay khi ba đạo bản nguyên cấm chế Thái Sơ, Mặc Diệt bắt đầu ổn định, lại nghe thấy một tiếng gào thét mang theo vẻ tàn bạo, mơ hồ từ sâu bên trong lòng đất của quận này ầm ầm truyền ra, tiếng gào thét này mang theo một vẻ điên cuồng, mang theo một sức mạnh kinh thiên. Ngay khi truyền ra lập tức khiến cho tộc nhân thủy cổ trong quận này đều chấn động tâm thần, lộ ra sự kinh hoàng và sợ hãi. Ngay khi tiếng thét này vang lên, kế đô hoàng tử trong đại điện kia thân thể cũng run lên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra sự chấn động, là Lam Yên, thanh niên mặc tử bào kia sắc mặt lại càng tái nhợt. Ngay khi nghe thấy hai chữ Lam Yên, hắn nghĩ ngay tới một lời đồn liên quan tới kế đô hoàng tử ở trước mắt này. Nghe đồn hoàng tử này khi sinh ra cũng có dị tượng xuất hiện, nhưng là một hư ảnh biểu hiện cho sự hung ác, cho nên mới được hoàng tộc giấu giếm, bị quốc sư lúc đó bưng bít đi. Những người biết được chuyện này không nhiều, nhưng 100 năm qua không biết vì sao dần dần lời đồn này trong thủy cổ nhất mạch lại một lần nữa được lan truyền. Nghe nói kế đô hoàng tử xây dựng hành cung ở trong Lam Yên quận này chính là bởi vì bên trong quận này có phong ấn mảnh thú Lam Yên năm đó đã đại bại trong tay cổ tổ. Hơn nữa kế đô ở nơi này như có thể trấn áp được Lam Yên, còn có thể nuôi dưỡng vận khí của bản thân. Đây là chuyện mà quốc sư đã chết kia sắp xếp trước khi chết. Tiếng gào thét kia càng ngày càng kịch liệt,
không lâu sau chỉ thấy trên bầu trời ở đằng xa xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Đó là một quả cầu thịt tròn xoe, trên đó có một con mắt rất lớn lộ ra một sự hung tàn và điên cuồng, thân thể nó đều là hư ảo. Lúc này sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm ngũ hành chân thân cùng với những bản nguyên hư ảo của Vương Lâm trên bầu trời của hành cung, trong mắt nó lóe lên một vẻ tham lam. Quả cầu thịt tròn xoe này chính là Lam Yên. Quả cầu thịt toàn thân hư ảo kia sau khi xuất hiện liền lập tức tỏa ra hắc khí bao phủ bốn phía, vừa gầm thét vừa hóa thành một đạo cầu vồng to lớn lao thẳng về phía ngũ hành chân thân ngàn trượng của Vương Lâm. Càng tới gần tiếng thét của nó càng chói tai, nhưng ngay trong nháy mắt khi nó tới gần trên mặt đất của hành cung. Trong mật thất nơi Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, tay phải vẫn luôn giơ lên, trong lòng bàn tay có một người tí hon, người tí hon này cũng đang khoanh chân ngồi, giống như đồng thời thổ nạp. Vương Lâm mở bừng hai mắt, sau mấy trăm năm bế quan, Vương Lâm đã khác hẳn trước kia, hắn bình tĩnh, không lộ hỉ nộ. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, người tí hon trong lòng bàn tay cũng mở hai mắt, trong mắt lộ ánh sáng cơ trí có vẻ đang suy tính. Trong lòng bàn tay của Vương Lâm người tí hon này quỳ xuống, hướng đầu về phía Vương Lâm vãi dài, sau khi liên tục khấu đầu 9 cái, tay phải nắm lại, người tí hon nọ lập tức hoàn toàn biến mất. Thuật hồn diễn đạo này quả nhiên huyền liền diệu. Vương Lâm thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. 20 ngày trước ta dùng thuật này suy tính, tìm kiếm cơ hội giúp sát lục lôi đỉnh chân thân hoàn toàn dung hợp, sau vô số lần suy tính rốt cục cũng tìm ra, muốn dung hợp chân thân này cần một hồn phách đại hung ác. Chỉ có hồn phách đại hung ác mới có thể khiến một tia sát lục lôi đình dung hợp thành chân thân. Ta suy tính ra hồn phách đại hung ác này sẽ tự mình đưa tới cửa vào ngày ta dung hợp chân thân. Hồn này quả nhiên tới rồi. Tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Dưới một chỉ này cả bầu trời đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Chỉ thấy đêm ngày đang luân phiên đột nhiên sững lại. Vô số ký hiệu cấm chế lóe lên cũng ngừng lại. Thậm chí cả thân ảnh ngũ hành chân thân cũng sững lại. La Miên đang hy giống vọt tới kia toàn thân cũng đột nhiên dừng lại. Tiếng gầm thét biến mất. Cả thân thể hư ảo giống như đọng lại trong thiên địa, con mắt độc nhất vẫn có vẻ hung tàn nhưng vẻ hung tàn này cũng bị đọng lại. Định thân thuật, một chữ định thân thuật này với tu vi của Vương Lâm lúc này thi triển ra uy lực kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi Lam Miên bị định thân, đêm ngày luân phiên lại khôi phục, ký hiệu cấm chế khôi phục, ngũ hành chân thân cũng khôi phục hoạt động. Ngay sau đó chỉ thấy vô số ký hiệu điên cuồng lao tới Lam Miên bị định thân, lập tức lần lượt chui vào trong cơ thể hư ảo của nó. Thân thể hư ảo của Lam Miên này bộc phát ra u quang vô tận, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nó hấp thu những ký hiệu này, sau đó chợt thu nhỏ lại non nửa, chỉ thấy vẻ hung tàn trong đôi mắt tiêu tán, thay vào đó là một bóng người hư ảo. Thân ảnh người này rất mơ hồ nhưng rất nhanh liền ngưng thật, trong chớp mắt đã hóa thành một Vương Lâm. Thân ảnh này giống hệt Vương Lâm, khuôn mặt mỉm cười, từng bước đi ra từ con mắt độc nhất kia đứng trong thiên địa, toàn thân ẩn chứa lực lượng cấm chế bản nguyên minh ông. Bất ngờ chính là Vương Lâm mượn lực lượng của hồn phách đại hung ác này ngưng tụ ra cấm chế bản nguyên chân thân. Cùng lúc đó trên bầu trời đang có đêm ngày luân phiên, mặt trời ban mai liền hóa thành một đạo cầu vồng, ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân thể La Miên này, thân thể nó lại thu nhỏ lại một lần nữa. Trong con ngươi độc nhất lại xuất hiện một hư ảnh, toàn thân hư ảnh này tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như mặt trời, vừa mỉm cười vừa ngưng thật. Sau khi đi ra khỏi con mắt độc nhất kia liền đứng bên cạnh cấm chế bản nguyên chân thân. Chân thân này chính là Thái Sơ bản nguyên chân thân do Vương Lâm mấy trăm năm nay dùng thần thông của địa vong tộc sáng tạo ra, đồng thời dùng lưu nguyệt thuật thay thế thiên địa vận chuyển qua vô số lần đêm tối và ánh sáng thay thế nhau mới ngưng tụ thành. Ngay sau đó mặc diệt bản nguyên đại biểu cho hắc ám cuốn động sương mù cả thiên địa bay thẳng về phía Lam Miên, ngay lập tức dung nhập vào thân thể nó, thân thể Lam Miên lập tức thu nhỏ lại lần nữa chỉ còn chưa bằng một nửa thân thể khổng lồ lúc đầu, trong con mắt độc nhất tràn ngập tơ máu. Bên trong lại có khối bản nguyên chân thân thứ hai đi ra, mặc diệt bản nguyên chân thân, thời gian mấy trăm năm Vương Lâm dùng thần thông của địa vong tộc. Lấy thần thông lưu nguyệt khiến Thái Sơ và mặc diệt có cảm ngộ đủ để trở thành chân thân, nhưng hắn thủy chung vẫn không thể khiến bản nguyên chân thân đặc thù này dung hợp cho nên mới triển khai suy tính, cuối cùng mượn lực lượng của linh hồn đại hung ác này để tạo thành, năm chân thân đều hấp thu lực lượng của hồn phách hung ác nọ, mượn hồn lực mà dẫn dắt, lấy bản năng của hồn phách này làm vật dẫn thử dung hợp, trong mật thất. Trong nháy mắt khi tam đại bản nguyên chân thân cấm chế Thái Sơ mặc diệt của hắn xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, bên ngoài thân thể dần dần xuất hiện hư ảnh xếp chồng lên, có tia chớp màu đen chạy khắp toàn thân, sát lục lôi đỉnh chân thân cuối cùng xuất hiện, thoáng một cái liền xuyên thấu qua mật thất này bay thẳng lên bầu trời. Vào lúc bay lên bầu trời, sát lục lôi đỉnh chân thân này có điện quang màu đen khuyết tán ra tám hướng, truyền tới tiếng sấm sét âm ầm, nuôi dưỡng trăm năm lại luyện hóa lần nữa, sát lục này đã không thể tách ra khỏi ta. Không thể tồn tại chuyện làm phản, mà sát lục bản nguyên này cũng bởi được nuôi dưỡng mà có lực lượng ngưng tụ thành chân thân,
có thể dung hợp 5 chân thân này hay không phải xem vào lúc này rồi. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, hai tay bắt quyết, thần niệm khổng lồ ầm ầm tràn ra bao phủ thiên địa, chỉ thấy sát lục lôi đỉnh chân thân nhoáng một cái liền lao thẳng về phía Lam Yên, đồng nhiên nhảy vào trong cơ thể nó, thân thể Lam Yên run rẩy kịch liệt, dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ầm một tiếng liền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại con mắt khổng lồ duy nhất còn lơ lửng trong không trung, con mắt đó ảm đạm không chút ánh sáng, từ xa xa nhìn lại trông như một quả trứng. Thời gian trôi qua sau một nén nhang, chỉ thấy trên con mắt này xuất hiện vô số khe nước, cuối cùng ầm ầm nổ tung, từ trong đó có hai thân ảnh đi ra, một trong hai người này chính là lôi đình bản nguyên chân thân vốn đã ngưng tụ từ lâu, còn một người khác mái tóc đen nhánh, tràn ngập vẻ lãnh khốc vô tình, chính là sát lục chân thân. Chân thân này sau khi đi ra thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn lan ra, luồng khí tức này là hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, đại biểu cho sát lục bản nguyên lực. Ta tên là Lục, Vương Lâm tóc đen thì thào, hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua mặt đất, tất cả thị vệ trong hành cung khi bị ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không phải bọn họ đau đớn hay tử vong mà bởi vì sợ hãi, một cảm giác sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn. Trong đại điện, thân thể thanh niên mặc tử bào cũng run rẩy, tâm thần hắn cũng bị nỗi sợ hãi tràn ngập, dù là kế đô hoàng tử giờ phút này cũng run rẩy toàn thân, bị nỗi sợ hãi bao phủ. Ta tên là Lục Mặc, Vương Lâm tóc đen đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bầu trời gầm khẽ, nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh từ trong lòng đất của hành cung truyền ra. Trong chớp mắt khi tiếng hừ lạnh này rơi vào tai Vương Lâm tóc đen, tiếng gầm nhẹ của hắn lập tức dừng lại, thần sắc lộ vẻ thống khổ và điên cuồng. Thừa cơ hội này lôi đỉnh chân thân xoay phát người, nhoáng một cái liền hóa thành một đạo thiểm điện lao thẳng tới Vương Lâm tóc đen, ngay lập tức dung nhập vào trong thân thể, khiến cho tia chớp màu đen bốn phía điên cuồng cuốn đi. Ngay sau đó cấm chế bản nguyên chân thân mở bừng đôi mắt, nhoáng lên một cái liền hóa thành vô số ký hiệu cấm chế, hình thành một cơn lốc cấm chế ầm ầm cuốn tới Vương Lâm tóc đen này, dung nhập vào trong thân thể. Cùng lúc đó Thái Sơ bản nguyên chân thân, Mặc Diệt bản nguyên chân thân đồng thời cất bước, hóa thành hai luồng ánh sáng đen trắng lập tức tới gần dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm tóc đen. Ta là Lục Mặc. Thần sắc Vương Lâm tóc đen lộ vẻ dữ tợn, tiếng rít gào hóa thành tiếng gầm giống, cơ thể hiện lên hình ảnh xếp chồng, hư ảnh bốn chân thân kia xuất hiện, giống như muốn bức chân thân ra khỏi thân thể. Chưa người nào có thể chế ngự ta, ta là Lục Mặc. Hắn vừa gầm giống, hư ảnh xếp chồng trong cơ thể bị bức ra một tấc, trông khá quỷ dị. Tiếng hư lạnh thứ hai truyền tới khiến cho thân thể Vương Lâm tóc đen đồng thời run lên, ngũ hành chân thân xuất hiện trên bầu trời. Vương Lâm tóc đen thân thể bông thu nhỏ lại, buộc phát ra lực lượng ngũ hành thiên địa khổng lồ, hóa thành một bàn tay khổng lồ áp xuống Vương Lâm tóc đen này. Ta là Lục Mặc. Vương Lâm tóc đen ngẩng phát đầu, hai mắt lộ ra vẻ hủy diệt, trong nháy mắt khi muốn dãy ruột thì trong phạm vị vạn trượng bốn phía lập tức xuất hiện một luồng uy áp kinh thiên, tồn tại thần niệm khổng lồ. Luồng thần niệm này điều khiển lực lượng thiên địa hung hăng áp bức Vương Lâm tóc đen. Cũng vào giờ khắc này, phía sau Vương Lâm tóc đen xuất hiện hư ảnh của Lam Yên. Lam Yên kia tứ phân ngũ liệt nhưng lại có vô số sợi tơ đen nối tiếp lại, từ từ dung hợp lại dưới uy áp này. Trong khi dung hợp, những hư ảnh xếp chồng lên thân thể Vương Lâm tóc đen bất ngờ không lan tỏa ra nữa mà dung hợp vào bên trong. Ngươi là chân thân thứ hai của Vương Lâm, trước kia ngươi là Lục Mặc, từ nay về sau ngươi thay thế Vương Lâm. Ta trừng phạt tất cả địch nhân của Vương Mỗ, truyền ý niệm hủy diệt của Vương Mỗ, sát lục những hồn phách có ý đồ bất lợi với Vương Mỗ, ban cho ngươi tên Lục Mặc, đạo danh là Hình Phạt. Một giọng nói vang vọng khắp thiên địa. Trong nháy mắt này hư ảnh Lam Yên phía sau Vương Lâm tóc đen đã từ tứ phân ngũ liệt dung hợp lại là một, bốn hư ảnh xếp chồng trên thân thể Vương Lâm tóc đen cũng theo đó mà dung hợp vào thân thể, từ nay về sau không còn phân biệt được nữa, uy áp tàn đi, thiên địa trở lại bình thường. Vương Lâm tóc đen đứng đó chậm rãi ngẩng đầu. Ta là Hình Phạt Lục Mặc, giọng nói bình tĩnh, lộ vẻ lạnh lùng vô tận như băng, không có chút tâm tình, vô tình tới cực điểm, hắn đại biểu cho sát khí và hủy diệt của Vương Lâm, khiến cả thương khung phải run rẩy. Đại địa chấn động, khiến tất cả địch nhân của Vương Lâm phải sợ hãi, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng đảo về phía xa xa, liếc mắt một cái liền như có thể xuyên qua khoảng cách vô tận, trực tiếp rơi lên Nguyên Thủy Sơn bên ngoài thủy cổ hoàng thành, nhìn thẳng vào Tống Thiên, vẻ mặt lúc này đang vô cùng khiếp sợ. Không tốt, thân thể Tống Thiên run lên hít sâu một hơi, theo tiềm thức đứng dậy, thần sắc đại biến, giơ tay túm lấy Hoàng Man, thân thể bỗng nhiên bay lên, ngay trong nháy mắt khi hắn bay lên, chỗ mỏm đá nơi hắn vừa ngồi đả tọa liền ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số đá vụn. Trong Lam Miên quận, ngay khi hồn của con Lam Miên đại hung ác kia bị Vương Lâm cắn nuốt, hấp thụ những hồn phách đi mượn, Kế Đô ở trong đại điện toàn thân cũng run lên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi hắn phun ra ngụm máu tươi này, trong thân thể hắn dường như có một đạo phong ấn vô hình bỗng nhiên tan vỡ, được mở ra.
Hai mắt Kế Đô hoàng tử lóe lên hào quang kỳ dị, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của bản thân dường như có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này tràn ngập toàn thân hắn khiến cho hắn nhắm hai mắt lại. Bên ngoài đại điện, ở giữa thiên địa, Sát Lục chân thân tóc đen của Vương Lâm chậm rãi thu ánh mắt đang nhìn Nguyên Thủy Sơn ở hoàng thành của Thủy Cổ lại, trong mắt chỉ có một vẻ lạnh lùng, vô tình đến cực điểm. Ở bên cạnh hắn còn có ngũ hành chân thân tỏa ra hào quang ngũ sắc. Hai chân thân này mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có sự khác biệt rất lớn. Ngũ hành chân thân kia là biểu hiện cho tu vi cả đời của Vương Lâm, mang tới cho người ta một loại uy áp nhu hòa nhưng là thuộc về một cường giả. Còn Sát Lục chân thân kia biểu hiện cho máu tanh trong suốt cuộc đời của Vương Lâm, trong sự lạnh lùng như băng lộ ra một vẻ vô tình, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ không dám tiếp xúc. Chân thân, quay về. Mười nhịp thở sau, một thanh âm bình tĩnh từ mật thất trong đại điện truyền ra vang vọng trong thiên địa. Ngũ hành chân thân cúi đầu nhìn về phía mật thất trong hành cung. Thân thể nhoáng lên một cái hóa thành cầu vồng ngũ sắc bay thẳng xuống mặt đất biến mất không thấy. Còn Sát Lục chân thân kia cũng không do dự chần chừ chút nào, một đầu tóc đen tung bay, hắc y toàn thân bị gió thổi phất phơ, chậm rãi đi xuống mặt đất, hóa thành một sợi tơ màu đen dần dần tiêu tan. Trong mật thất của hành cung, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, ở phía trước hắn ngũ hành chân thân và Sát Lục chân thân bình tĩnh đứng ở đó. Hắn nhìn hai chân thân này, hai mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, tu hành suốt trăm năm cuối cùng cũng ngưng tụ được Sát Lục chân thân này. Bây giờ để xem sau khi nó dung hợp lại với bản thể ta, tu vi có thể từ không kiếp đại viên mãn lúc trước tăng lên được một bước hay không. Nếu tu vi lại được đề cao thì có lẽ ta có thể trừ bỏ hết được chớ thuật trong hồn phách của Tiên Hoàng Liên Đạo Chân. Có thể hoàn toàn điều khiển được hồn này, Vương Lâm hít sâu, thu ánh mắt đang nhìn hai chân thân này lại, rồi nhìn về phía hồn của Tiên Hoàng đang bị lửa linh hồn thiêu đốt luyện hóa suốt trăm năm ở giữa không trung trong mật thất. Hồn này lóe lên kim quang. Sự hư thối trong đó đã không còn lan tràn nữa mà bị ngưng tụ thành một đám nhỏ như nắm tay của trẻ con ở trong thân thể Tiên Hoàng, không thể bị trừ bỏ hoàn toàn. Con đường tu hành của ta khác với người ngoài, sau không kiếp đại viên mãn sẽ có hai danh hiệu Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn được thêm vào. Trên thực tế bất luận là Thiên Tôn hay Dược Thiên Tôn cũng đều nằm trong trình độ không kiếp đại viên mãn. Mỗi một lần ta nâng cao tu vi thì cũng đều phải dựa theo những thước đo này. Đột nhiên Vương Lâm có hy vọng. Hắn muốn biết nếu tu vi bản thân thật sự được nâng cao thì sau khi từ không kiếp đại viên mãn bước thêm được một bước, rốt cuộc sẽ đạt tới được trình độ gì, đại thiên tôn sao? Cũng có thể là. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, thì thào, cũng có thể là bước thứ tư, nhưng trong thiên địa này thật sự có bước thứ tư tồn tại sao? Chẳng lẽ đám người tiên tổ, cổ tổ chính là bước thứ tư? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nén cảm giác hy vọng trong lòng xuống, giơ tay phải lên chỉ vào ngũ hành chân thân, đồng nhiên. Chân thân này từng bước đi tới chồng lên thân thể Vương Lâm, khoanh chân ngồi xuống dung nhập hoàn toàn thành một thể, không thể phân biệt được nữa. Ngay khi dung hợp với ngũ hành chân thân, tóc bạc trên đầu Vương Lâm không gió mà tung bay, tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, trong nháy mắt đạt tới không kiếp đại viên mãn, bế quan tu hành 100 năm, tinh thần của hắn vô cùng sung túc, tu vi trong cơ thể vô biên, thân thể đang ở trạng thái sung sức nhất. Nhìn Sát Lục chân thân tóc đen kia, Vương Lâm cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Giơ tay phải lên chỉ về phía Sát Lục chân thân kia, chỉ thấy Sát Lục chân thân này ngẩng mạnh đầu. Ánh mắt vô tình nhìn về phía Vương Lâm, giơ chân lên từng bước đi tới, trong nháy mắt Sát Lục chân thân này đã tới gần Vương Lâm, nó không dừng chân lại mà sau khi chồng lên thân ảnh đang khoanh chân của Vương Lâm, cũng xoay người khoanh chân hoàn toàn chồng lên thân thể của Vương Lâm, chậm rãi dung hợp, trong quá trình liên tục dung hợp, trong mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ mẻ man, cùng lúc đó tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bạo tăng. Sự gia tăng này nhanh với một tốc độ không thể hình dung được, khiến cho thiên địa biến hóa, khiến cho tu vi của Vương Lâm như phá vỡ được một vách ngăn, hướng tới cảnh giới kỳ dị vượt qua không kiếp đại viên mãn ầm ầm lao tới. Trong quá trình này tu vi của hắn lập tức vượt qua trình độ mà người ta gọi là thiên tôn, không ngừng tăng lên, còn trực tiếp đạt tới danh hiệu Dược Thiên Tôn, vẫn còn tiếp tục, không có dấu hiệu dừng lại. Vẻ mê man trong mắt Vương Lâm càng đậm, mơ hồ như mất đi thần trí, bị chìm vào trong một cảm giác hư ảo. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên sau khi vượt qua cấp độ Dược Thiên Tôn kia, đã hướng tới một giới hạn khác mạnh mẽ xuống tới. Tầng giới hạn này chính là giới hạn Đại Thiên Tôn. Cũng không biết qua bao lâu, sự dung hợp của Sát Lục chân thân kia và Vương Lâm lúc này đã hoàn thành được hơn phân nửa. Hư ảnh chồng lên nhau không còn nhiều, gần như rất nhanh trong có thể dung hợp lại là một. Trong mắt Vương Lâm lóe lên ngân quang, hai mắt hắn trong đám hào quang này đều lộ ra một sự mê man và khó hiểu. Cuối cùng trong đầu ầm một tiếng, Vương Lâm như thể bị linh hồn thoát xác. Hắn cảm thấy linh hồn của mình từ trong thân thể bay ra, xuyên thấu qua hạn chế của thân thể, xuyên qua mật thất, xuất hiện ở trên bầu trời. Bầu trời không phải có màu xanh lam, cũng không có mặt trời chăng sao. Như thể thiên địa mênh mông này vào lúc này chỉ có một mình linh hồn của Vương Lâm tồn tại. Hắn nhìn mặt đất bị một đám xương trắng tràn ngập.
hắn không nhìn thấu được, hắn nhìn bầu trời. Bầu trời có chi chít những đường nét lượn lờ dường như theo một quy tắc nào đó, những đường nét kia mỗi một đường đều có quy tắc của nó, đây chính là trời. Vương Lâm mê man, hắn không nhìn thấy trời, chỉ nhìn thấy những đường nét này, cho dù hắn triển khai toàn lực để nhìn chỉ cũng chỉ nhìn thấy đằng sau vô số những đường nét còn có càng nhiều đường nét hơn, vô biên vô hạn, không có điểm cuối cùng. Mang theo vẻ mê man, Vương Lâm muốn bay lên phía trên, hắn mơ hồ có một cảm giác nếu mình bước được ra khỏi đám những đường nét ở này thì hắn sẽ có thể bước tới được một bước sau không kiếp đại viên mãn. Một bước này chính là sự thăng hoa của sinh mệnh, chính là một sự lột xác kinh người, như kén hóa thành bướm, phá vỡ bay ra, cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, càng ngày càng khắc sâu như thể chôn sâu vào trong linh hồn của hắn vậy. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, trong mắt hắn mặc dù vẫn còn vẻ mê man, nhưng sự quyết đoán lại càng nhiều hơn. Hắn không nghĩ ngợi, hướng về những đường nét vô tận kia bỗng nhiên phóng đi, tốc độ của hắn cực nhanh, chính hắn cũng không thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng trong khi liên tục tiến về phía trước, hắn đã xâm nhập vào trong những đường nét vô biên như biển kia để mặc cho những đường nét này vờn quanh thân thể cứ như vậy tiến về phía trước, cũng không biết qua bao lâu ở phía trước Vương Lâm ở trong biển vô số những đường nét này hắn nhìn thấy một cây cầu, nói một cách chính xác đây không phải là một mà là chín cây cầu. Ở sau một cây cầu còn có một cây cầu giống như là cầu vồng nằm ở nơi đó, ở phía sau cũng lại có một cây cầu giống như cầu vồng nữa, chúng sắp thành hàng trong bầu trời mênh mông này, tản mát ra một khí tức cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, giống như là từ khi thiên địa sinh ra thì chúng đã tồn tại vậy. Ở phía sau cây cầu thứ 9 có một cảnh tượng hư ảo, trong đó như có một thiên địa khác, mơ hồ có thể thấy dường như là có bóng người tồn tại. Nhưng khi Vương Lâm nhìn kỹ cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có một sự mơ hồ. Đạp thiên tiểu, Vương Lâm thì thào, hắn nhìn thấy dưới cây cầu thứ nhất, ở phía trước có dựng một tấm bia đá rất lớn, trên tấm bia này có khắc ba chữ rất to, nét chữ rất kỳ dị cả đời Vương Lâm chưa từng thấy qua, nhưng lúc này ngay khi nhìn thấy ba chữ này trong đầu hắn liền hiện lên hàm nghĩa một cách quỷ dị, trên tấm bia đá này ngoài ba chữ kia ra còn có một dòng chữ nhỏ, Vương Lâm trầm mặc nhìn vào. Đạp thiên lộ, không diệt đạo, bất hủ hồn, chúng sinh bái, ánh mắt Vương Lâm hoảng hốt, năm đó hắn đã mơ hồ được nghe nói qua. Nếu trên thế gian này thật sự có tồn tại bước thứ tư thì tên của nó là Đạp Thiên, đứng ở trước cây cầu thứ nhất, hồi lâu sau vẻ hoảng hốt trong mắt Vương Lâm dần tiêu tan, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, sau khi trầm mặc ít lâu hắn ngẩng mạnh đầu đi về phía cây cầu thứ nhất kia, hắn đi tới từng bước một. Cây cầu thứ nhất kia nhìn thì như rất gần nhưng thực tế cũng phải mất mấy canh giờ, khi Vương Lâm đi tới cây cầu này rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy rõ toàn bộ cây cầu này chỉ là hư ảo không bất cứ thứ gì là thực, có thể nhìn thấy. Nhưng thần thức không thể nào cảm nhận được, nhất là khí tức xa xưa từ trên đó lan ra tuyệt không có ai có thể nhìn thấy. Đạp thiên tiểu, Vương Lâm giơ tay phải lên nhẹ nhàng vuốt lên cây cầu ở trước mắt nhưng lại xuyên thấu qua, hắn sửng sốt. Đưa tay phải lên trước mặt nhìn kỹ, chỉ thấy trong tay hắn có một vài điểm sáng lượn lờ, trong mỗi một điểm sáng kia đều có sức sống vô biên, dần dần từ trong tay Vương Lâm bay lên, lại một lần nữa quay về bên trong cây cầu kia, nhắm hai mắt lại, Vương Lâm đứng ở nơi đó suốt một nén hương. Sau đó đột nhiên hắn mở hai mắt lập tức giơ chân lên từng bước đi lên cây cầu thứ nhất kia. Ngay khi bước lên cây cầu này Vương Lâm lập tức cảm nhận được rõ ràng thân thể linh hồn của mình tồn tại ở nơi này giống như là thăng hoa, dường như có rất nhiều phép tắc của thiên địa đã được hắn hiểu rõ, cảm giác này hắn chưa bao giờ có, thân thể đứng trên cây cầu kia không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi ánh mắt nhìn cây cầu lộ ra một vẻ kỳ dị, hắn bước tới từng bước đi về phía trước, khi hắn đi đến cuối cây cầu thứ nhất. Sự biến hóa của quy tắc thiên địa này dường như đã được hắn khắc sâu vào trong tâm thần, không thể xóa nhòa, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, phía sau 9 cây cầu ở tít đằng xa kia cảnh tượng hư ảo mơ hồ lúc này đã hơi rõ ràng hơn, nơi đó giống như là thiên đường, nhưng những bóng người ở trong đó cũng vẫn mơ hồ thậm chí ngay cả có bao nhiêu người cũng không thể nhìn ra. Trong lúc trầm mặc Vương Lâm đi xuống cây cầu thứ nhất này, chậm rãi đi tới đạp thiên kiểu thứ hai, hắn có cảm giác mãnh liệt là nếu mình có thể đi qua 9 cây cầu này. Sau khi nhìn thấy rõ tất cả cảnh tượng hư ảo bên trong là hắn có thể đột phá bước thứ 3 bước vào đạp thiên đạo trong truyền thuyết. Trong tiếng ầm vang, trong đầu Vương Lâm giống như bị nổ tung, thiên địa xoay chuyển, thần thức và linh hồn hắn như bị chia lịa, hắn mơ hồ nhìn thấy mặt đất sâu trong sương mù có một vùng đại lục đó hắn rất quen thuộc, bên trái 72 châu, bên phải 36 quận, trung gian là một vùng hải dương mênh mông đang điên cuồng xoay chuyển. Còn ở sâu trong hải dương nọ hắn nhìn thấy 9 cây cột rất lớn nối liền lại thành một cánh cửa nọ đóng chặt chưa mở. Đạp thiên, hôm nay có phải ta đang đạp thiên? Vương Lâm không cảm thụ được sự tồn tại của mình, nhìn mặt đất, trong sự trầm mặc hắn nhìn về phương hướng tiên tộc, theo ánh mắt của hắn,
cả 72 châu của tiên tộc đột nhiên thay đổi, bất ngờ hóa thành 72 con manh thu dữ tợn, 72 con manh thu hướng về phía bầu trời gầm thét, bên trong đó có thiên ưu. Có lục ma hạt còn có rất nhiều manh thu mà hắn đã gặp trong thiên tôn nhất, những manh thu này dường như phát hiện ra sự tồn tại của Vương Lâm cũng như ánh mắt của hắn, giờ phút này trong khi gầm thét còn khiến Vương Lâm cảm nhận được sự sợ hãi của chúng, nhưng trong sự sợ hãi này còn có bao hàm nghĩa khác. Lúc này vào một khắc Vương Lâm đang bế quan công kích vào cảnh giới sau không kiếp trong truyền thuyết, đột nhiên mặt đất tiên tộc chấn động rất nhỏ, 72 châu trong sự chấn động này liền có uy áp khuyết tán ra, khiến đám tu sĩ tiên tộc đều đồng thời cảm nhận được rõ ràng, lại cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng phàm là những nơi có miếu thờ để chấn áp thì lúc này đều trở thành trung tâm của chấn động này ngày càng kịch liệt, khiến cho rất nhiều cường giả trên mặt đất tiên tộc chú ý, bọn họ hoảng sợ bay lên nhìn về phía mặt đất. Liền thấy thú hồn thiên ngoại bị chấn áp trong châu theo sự chấn động này mà táo bạo hẳn lên. Còn huyễn hóa ra một cảnh tượng khó tin, trên thiên ngưu châu, một con thiên ngưu khổng lồ xuất hiện đầu tiên, thân ảnh khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ thiên ngưu châu. Thiên ngưu khổng lồ này ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt vừa tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng lại càng có nhiều sự cầu khẩn đó hướng lên không trung, nó cảm nhận được một sự tồn tại kỳ dị muốn cầu xin sự tự do. Thiên Ngưu xuất hiện xong càng có nhiều thú hồn bị chấn áp ở 72 châu lần lượt huyễn. Hóa ra, mặc dù trong đó một số đã trở thành tồn tại dạng tử hồn trong truyền thuyết nhưng cũng huyễn hóa ra, dù chúng chỉ là những hư ảnh mơ hồ nhưng vẻ sợ hãi và cầu khẩn, ngửa mặt lên trời hí giống cũng rất kinh người. Tất cả tu sĩ trong tiên tộc đều nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trên châu của mình, càng kinh hoàng hơn, mặt đất lúc này chấn động càng kịch liệt, những manh thú huyễn hóa ra liên tục hí giống như sắp sửa xuất hiện đại loạn vậy. Xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất Đại Thiên Tôn trong Đạo Nhất Tông vọt lên đứng trong thiên địa, thần sắc hắn vừa âm trầm vừa xuất hiện một tia hoảng sợ, với tu vi của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, 72 châu của tiên tộc bất ngờ đồng thời xuất hiện kịch biến như vậy, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, thấy từ Sơn Hải Châu có một cây đại thụ che trời huyễn hóa ra lá cây phất lên, truyền ra tiếng hí giống, đáng chết, thiên ngoại yêu thụ này không phải đã chết rồi sao, lại vẫn còn hồn phách, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ liên đạo phi chấn áp ở hoàng cung trong tổ thành có vấn đề gì? Đạo Nhất nhìn cây đại thụ nọ hít sâu một hơi, cùng lúc đó ở Bắc Châu Võ Phong nhìn một dòng sông băng khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa ạ vẻ mặt cũng âm trầm, ẩn chứa sự hoảng sợ, còn cả ở Tử Dương Tông, song Tử Đại Thiên Tôn cũng bay ra nhìn thiên địa nhíu mày, bên trong tổ thành, trên đế sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng trong thiên địa, hắn nhìn như bình thường nhưng đồng tử trong hai mắt lại co rút lại, giờ phút này cố nén không biểu lộ sự chấn kinh ra. Ngoài, địa cung không xuất hiện vấn đề gì, liên đạo phi vẫn ngủ say như trước nhưng vẫn luôn chấn áp 72 hồn thiên ngoại này, phía sau cửu đế, hải tử khoanh chân ngôi đó đang nhắm mắt liền mở mắt, suy tính ra kết quả chưa? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho những hồn phách đã giả chết cũng vọt lên trời hí giống, câu khẩn vậy, chúng cảm ứng được cái gì? Giọng nói của cửu đế lạnh như băng nhưng trong nội tâm lại có sự sợ hãi, hắn nhìn lên bầu trời nhưng lại không nhìn thấy điều gì. Chỉ là 72 sinh linh thiên ngoại kia rõ ràng đang cầu khẩn thứ gì đó trên bầu trời, hải tử trầm mặc hai tay bắt quyết, trong bàn tay liền xuất hiện một người tí hon không ngừng hướng về phía ngoài vái lạy, nhưng lông mày của hải tử nhíu chặt, không thu hoạch được gì, ánh mắt nàng lóe lên đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào người tí hon trên tay, lập tức người tí hon này trở thành màu máu phát ra tiếng gầm khẽ thê lương, hướng về phía hải tử vái lạy một lần nữa, lúc này thân thể hải tử đột nhiên chấn động. Lao đảo một cái sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Chúng cảm nhận được đôi mắt của một tồn tại đạp thiên đang ở trên bầu trời tiên cương đại lục chúng ta nhìn về phía chúng, hả? Sắc mặt cửu đế đại thiên tôn cũng đại biến, không thể che giấu tâm tình nữa ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hắn đột nhiên có cảm giác lông tóc dựng ngược, ngoài bầu trời ra hắn không nhìn thấy gì nữa nhưng hắn lại như có thể tưởng tượng ra giờ phía này có một ánh mắt từ trên đó đang chăm chú nhìn xuống tiên cương đại lục. Có lẽ cũng đang chăm chú nhìn mình, đạp thiên, đây là, thân thể cửu đế run rẩy, tu vi trong cơ thể không cách nào điều khiển nổi khiến thân thể. Đang giả yếu trong nháy mắt liền trở thành trung niên, nhưng lập tức lại hóa thành lão già, không ngừng biến hóa biểu lộ sự kinh hãi trong lòng hắn. Vương Lâm nhìn mặt đất tiên tộc nhìn 72 con thú thiên ngoại đang hướng về phía mình hí giống, lộ vẻ sợ hãi và cầu khẩn, hắn cũng thấy được trên mặt đất tiên tộc Đạo Nhất rung động, Võ Phong hoảng sợ, song tử khó hiểu. Còn có cả ánh mắt của cửu đế trên đế sơn, hắn thấy bọn họ nhưng bọn họ lại không cảm thụ được sự tồn tại của hắn. Ánh mắt của Vương Lâm khi nhìn về phía tổ thành, đảo qua người cửu đế, mà giờ phút này cũng là một chớp mắt khi cửu đế nhìn bầu trời có cảm giác lông tóc dựng ngược, hắn thấy hải tử,
thấy ngọn núi do Liên Đạo Phi hóa thành ở trong địa cung trong hoàng cung của tổ thành, vãn bối Chu Lạc Cửu tham kiến tiền bối sai bảo gì vãn bối sẽ nhất định toàn lực hoàn thành. Trên đế sơn sắc mặt Cửu Đế tái nhợt, thân thể hắn nhanh chóng bay lên bỗng nhiên vái một cái về phía bầu trời. Hắn từ sau khi trở thành Đại Thiên Tôn chưa bao giờ lẻ ai như thế, nhưng giờ phút này hắn bị sự sợ hãi bao phủ, thần sắc cực kỳ cung kính vái bầu trời một cái, chỉ là lúc này hắn cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào, cho tới khi tiếng hí giống của hư ảnh 72 con thú thiên ngoại trên 72 châu trở nên tuyệt vọng, cầu khẩn càng sâu, cuối cùng đồng thời tiêu tán khiến mặt đất khôi phục lại như thường, không hề chấn động nữa thì thân hình hải tử mới run rẩy nhẹ giọng nói. Người này đã đi rồi. Cửu Đế nghe vậy nhưng vẫn cung kính vái như trước, cho tới sau một nén nhang thân thể hắn mới đứng lên, sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiên tộc, hắn khi nhìn thấy Thiên Ưu, nhìn thấy Liên Đạo Phi đã từng có ý niệm muốn cứu bọn họ, nhưng lúc này hắn lại làm không được. Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn lên Đạp Thiên Kiều kia chậm rãi thu lại, nhìn cánh cửa thái cổ thần cảnh do 9 cây cột tạo thành giữa vùng biên mênh mông quần quận ở giữa tiên tộc và cổ tộc kia lần cuối. Cho dù hiện giờ hắn đã có tu vi đi lên Đạp Thiên Kiểu thứ hai, nhưng nhìn về phía thái cổ thần cảnh kia vẫn không rõ ràng, dường như thái cổ thần cảnh này là một tồn tại vượt xa năng lực của Vương Lâm. Nhìn vùng biển mênh mông quần quận như cuồng phong kia, rất lâu sau Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ánh mắt hắn đã biến mất khỏi Tiên Cương Đại Lục. Lúc mở mắt ra, hắn đã đứng ở trong không gian kỳ dị này, trên Đạp Thiên Kiểu khổng lồ thứ hai kia. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm thấy mình vẫn còn đứng ở trên cầu, nhưng không phải là đầu cầu mà đã ở cuối cầu. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là do hắn bước đi, những chuyện này trong nháy mắt phát sinh trong quá trình hắn đi qua cầu, giống như là mộng ảo, không thể phân biệt được thật giả. Hắn nhìn Đạp Thiên Kiều này, rồi nhìn cây cầu thứ 3, thứ 4 ở đằng xa, cho đến cây cầu thứ 9, còn có cảnh vật hư ảo ở đằng sau cây cầu thứ 9 kia nhìn không rõ, vô cùng xa vời. Hắn càng nhìn càng thấy những thứ này trở nên xa vời hơn, dường như mỗi cây cầu đều giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến cho người ta đứng dưới ngọn núi không thể không sinh ra một ý định dừng bước. Ý định này một khi vừa sinh ra đã phóng đại lên vô hạn cho tới khi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Dường như trong đầu hắn có một thanh âm khe khẽ khuyên hắn quay đầu lại, rời khỏi nơi này, không nên tiếp tục đi, không nên đi về phía 7 cây cầu còn lại nữa. Vương Lâm đứng ở cuối cây cầu thứ 2. Chỉ cần bước tới một bước nữa là có thể đi xuống cây cầu này, hoàn toàn vượt qua cây cầu thứ 2. Nhưng một bước cuối cùng này hắn thủy chung vẫn không thể bước tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như đã qua rất lâu, Vương Lâm vẫn đứng ở chỗ đó nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại thở dài một tiếng. Hắn giơ chân lên bước tới một bước, vượt qua cây cầu thứ hai này, là tự vấn sao? Nếu đạo tâm không kiên định, nếu không có một ý niệm nghịch thiên, nếu không có một chấp niệm bảo vệ sinh mệnh, thì có lẽ một bước này sẽ là lùi lại. Vương Lâm thì thào, hướng về phía Đạp Thiên Kiểu thứ 3 từng bước đi tới. Cây cầu thứ 3 này rất dài nhưng cũng rất ngắn. Nhưng Vương Lâm đã đi suốt 3 ngày mà vẫn chưa qua được cây cầu này, hắn đã đi tiếp 3 ngày mà vẫn như vậy, rồi lại 3 ngày nữa, hắn nhìn về phía đằng xa, cây cầu thứ 3 kia vẫn rất xa mà lại rất gần, cho đến sau. Ngày thứ 9 Vương Lâm dừng chân lại, đứng ở đó trầm mặc một lát rồi ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không dùng mắt nhìn, cũng không dùng thần thức để cảm nhận, mà trong khi nhắm mắt phong tỏa thần thức của bản thân, không nhìn vào cây cầu thứ 3 này nữa mà bỗng nhiên nâng chân lên tùy ý bước đi. Một bước, rồi lại một bước, cho tới khi hắn bước tới bước thứ 9, đột nhiên hắn nghe thấy ở bên người xuất hiện những tiếng chim kêu. Còn có ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua mí mắt như chiếu thẳng vào đồng tử hắn, mùi hắn ngửi thấy mùi hương của bùn đất sau cơn mưa, còn có một hương vị khiến cho hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là mùi của gỗ cùng với mùi thuốc lá cay nồng. Hắn dừng chân lại, Thiết Trụ đọc sách tới đâu rồi? Thiết Trụ à, ngươi phải học cho giỏi, sang năm là tới kỳ thi huệ rồi. Sau này ngươi có được tiền đồ hay không là phụ thuộc vào lần này đấy, cũng đừng có giống như chúng ta cả đời chỉ sống ở trong thôn. Ôi, được rồi, ông cứ cằn nhằn cả ngày, để ta nói, Thiết Trụ nhà ta nhất định sẽ có thể thi đậu. Đó chính là thanh âm của cha mẹ Vương Lâm, thanh âm này đã xa cách hắn mấy ngàn năm, lúc này lại vang lên giống như là chân thực vậy, như thể Vương Lâm đã trở về mấy ngàn năm trước, trở về sơn thôn yên bình kia. Vương Lâm lẳng lặng đứng ở nơi đó nghe thanh âm của cha mẹ, khóe mắt bất giác chảy xuống hai hàng lệ, từ đáy lòng hắn có một thanh âm kia không ngừng vang vọng, khiến cho hắn muốn mở hai mắt ra nhìn cha mẹ của mình một lần, nhưng cùng lúc đó trong lòng Vương Lâm đã hiểu ra, lúc này nếu hắn mở mắt ra thì sẽ phải dừng bước trên Đạp Thiên Kiểu thứ 3 này. Cây cầu thứ nhất là dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức, cây cầu thứ hai là cảm thụ Đạp Thiên Nhãn. Cần phải tự vấn đạo tâm có kiên định hay không, vừa rồi Vương Lâm vẫn chưa hiểu tự vấn là có dụng ý gì.
vì sao ở cuối cây cầu thứ hai kia lại xuất hiện sự đắn đo như vậy, nhưng hiện giờ thì hắn đã hiểu, cây cầu thứ ba này có lẽ chính là tâm ma, nếu đạo tâm kiên định, cứ một mạch đi tới cho dù có cảnh tượng gì hiện lên thì tâm tư cũng không hề lay động, như vậy hắn sẽ có thể đi qua cây cầu thứ ba này, chỉ khi nào mở mắt ra hắn mới phải trực tiếp đối mặt với tâm ma, đối mặt với cuộc đời mình, như vậy thì khả năng đi qua cây cầu thứ ba này sẽ giảm bớt một cách vô hạn. Bên tai văng vẳng thanh âm của cha mẹ, khóe mắt Vương Lâm lại càng chảy nhiều nước mắt hơn, nhưng lúc này hắn không chút chần chừ mở hai mắt ra, ngay khi hắn mở mắt ra hắn nhìn thấy căn nhà quen thuộc, cái sân quen thuộc, chiếc bàn ăn quen thuộc, hắn nhìn thấy phụ thân ở bên cạnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian, cầm tẩu thuốc đập nhẹ xuống đất vài cái. Hắn nhìn thấy đằng sau ánh mắt nghiêm nghị kia là một sự thân thương và dịu dàng, hắn nhìn thấy mẫu thân đang bưng thức ăn nóng hổi từ trong bếp đi ra, trên đầu có một vài sợi tóc bạc, tuy không nhiều lắm, đã bị tóc đen che mất nhưng Vương Lâm vẫn nhìn thấy được, nhìn cha mẹ, nhìn những cảnh vật quen thuộc, mặc dù Vương Lâm đã nén nước mắt lại nhưng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hắn ngắm nhìn tất cả những thứ trước mắt, sau khi hắn mở mắt ra tất cả đều chậm rãi tiêu tan, cho đến khi hóa thành hư vô, hắn biết rõ là giả nhưng vẫn muốn nhìn, cảnh tượng này tiêu tan, Vương Lâm vẫn đứng dưới cây cầu thứ hai, khoảng cách tới cây cầu thứ ba vẫn còn rất xa, cha mẹ hắn không phải là tu sĩ, chỉ là phàm nhân, không thể nào sống lại. Luân hồi chính là thứ tốt nhất thuộc về phàm nhân, nhưng cho dù là luân hồi thì những thứ trong ký ức của Vương Lâm vẫn là vĩnh hằng, hắn sẽ không quên, bởi vì những thứ này so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn, có lẽ nếu như Uyển Nhi xuất hiện. Khi ta biết là giả không biết ta có thể lại tiếp tục mở mắt ra nữa không, nhưng cha mẹ xuất hiện, khi ta biết được là giả nhưng vẫn mở mắt ra, Vương Lâm lẩm bẩm, ai quy định khi đối mặt với ký ức trong di vãng, đối mặt với hư ảnh kia, đối mặt với những thứ như tâm ma kia nhất định phải nhắm hai mắt không để ý tới, phải giữ vững đạo tâm kiên định, không bị tâm ma ảnh hưởng. Ai quy định là nhất định phải kiên định đạo tâm mới có thể vượt qua được cây cầu thứ ba này, là ai đã khẳng định? Đây là cách duy nhất để vượt qua cây cầu thứ ba. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, tình cảm chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của Vương Lâm ta. Ta cần gì phải nhắm mắt lại, ta phải mở to hai mắt nhìn hết thảy, mở rộng đạo tâm dung nạp tất cả. Vương Lâm hít sâu một hơi lại bước về phía trước, sau 9 bước. Hắn lại nhìn thấy thân ảnh của cha mẹ hắn, qua 9 bước nữa hắn nhìn thấy Mộc Băng Mi, Lý Thiên Mai, còn có Lý Mộ Uyển, lại qua 9 bước nữa, hắn nhìn thấy Vương Bình. Nhìn thấy đứa con đáng thương kia kéo tay mình, cố chấp, nhưng rất thành thật đối với lời nói của mình, hắn tu đạo là để làm bạn với phụ thân hắn cả đời, hắn không muốn để lại bóng lưng cô độc của phụ thân mình trên thế giới này, nếu quả thật vẫn phải cô độc thì hắn hy vọng ở bên cạnh bóng lưng của phụ thân còn có sự hiện hữu của hắn. Vương Lâm nhìn thấy Tư Đồ Nam, nhìn thấy Thanh Thủy, nhìn thấy Độn Thiên, nhìn thấy Lao Chu Tước, nhìn thấy được rất nhiều người có ân với hắn, hắn nhìn bọn họ, nhìn khuôn mặt của mọi người, không hề nhắm mắt lại mà thẳng đường đi tới, Đầu To, Hồng Điệp, Thanh Lâm, Chu Dật, Thanh Sương, còn có rất nhiều người nữa, dường như Vương Lâm từ những người này nhớ lại cuộc đời mình, trong khi thẳng đường đi tới Vương Lâm không hề khống chế tâm tình của mình, hắn khóc, cười, đau đớn, bi thương, từng bước một, hắn cũng không biết đã qua bao lâu. Chẳng biết đi lên cây cầu thứ ba từ lúc nào, cuối cùng toàn bộ những thứ ở trước mắt đều tan thành mây, khói. Hắn đứng ở cuối cây cầu thứ ba, đứng ở đó than nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Hồi lâu sau hắn xoay người lại bước tới một bước, đi xuống cây cầu thứ ba, ở đằng xa là cây cầu thứ tư. Hắn thuận mắt nhìn thẳng tới ở nơi xa hơn cảnh vật hư ảo ở sau cây cầu thứ 9 đã rõ ràng hơn một chút, nhưng Vương Lâm vẫn không thể nào nhìn thấu, hắn chỉ có thể nhìn lờ mờ. Dường như bên trong cảnh vật hư ảo kia có hai thân ảnh, mang theo dư âm của ký ức, mang theo những hồi ức. Khóc, cười, bi thương vừa rồi, Vương Lâm đi về phía trước, vài ngày sau ở trước mặt hắn đã là Đạp Thiên Kiều thứ tư, cây cầu này to hơn những cây cầu trước, nhìn như một con quái vật khổng lồ tồn tại ở trong không gian kỳ dị này, tràn ra một uy áp mơ hồ bao phủ bốn phía. Vương Lâm nhìn cây cầu này, sau khi trầm mặc một lát liền giơ chân lên, nhưng ngay khi hắn hạ chân xuống, chân phải của hắn trực tiếp xuyên qua cây cầu này. Một bước đã thất bại. Cùng lúc đó Đạp Thiên Kiều thứ tư ở trước mặt Vương Lâm này bỗng nhiên chấn động, hóa thành những đốm sáng, ngay khi nó biến mất liền nhất tề cuốn về phía Vương Lâm, xoay vòng quanh thân thể hắn tạo thành một ngay khi Vương Lâm bị nuốt, trên vùng đất của cổ tộc trên Tiên Cương Đại Lục, trong La Miên quận thuộc 12 quận của Thủy Cổ Nhất Mạch, bên trong mật thất trong hành cung của Kế Đô, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi bỗng mở mạnh hai mắt, trong mắt hắn lộ ra một vẻ mê man rất lâu. Không tiêu tan, trên thân thể hắn sát lục chân thân đã hoàn toàn dung hợp. Không còn phân biệt được với thân thể hắn, không còn một chút hư ảnh trùng điệp nào, ở phía sau hắn còn có hào quang của hư bản nguyên lơ lửng, ở phía trước là hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn bao vây luyện hóa,
Bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Vương Lâm chậm rãi vang vọng. Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo, Bất Hủ Hồn chúng sinh bái, Đạp Thiên Cửu Tiểu. Ta chỉ mới đi qua ba cây cầu thứ tư chỉ bước được một bước, Vương Lâm hít sâu ngẩng đầu nhìn lên trên, vẻ mê man trong mắt dần tiêu tan thay vào đó là vẻ kiên định. Trong nháy mắt khi Vương Lâm mở bừng đôi mắt ở trong mật thất, trên cổ đạo sơn của cổ tộc, tại đỉnh tầng tháp cao, thân ảnh bị sương mù bao phủ than khẽ. Còn 400 năm, trên đại lục của tiên tộc sau khi 72 hồn xuất hiện cầu khẩn trời cao cả mặt đất liền bình tĩnh trở lại, mà người duy nhất biết được chút dấu vết trong chuyện này là Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Nội tâm bất an dù ngồi xuống đả tọa nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời lộ khát vọng và sự kính sợ. Khát vọng cả đời này của hắn chính là loại cảnh giới trong truyền thuyết kia, nhưng hắn mãi vẫn chưa bước được tới bước đó. Cổ đạo Đại Thiên Tôn sở dĩ là cường giả đệ nhất tiên cương chính là do hắn nhất định đã đạt tới bước kia, không biết khi nào thì ta cũng có thể đạt tới bước đó. Cửu Đế trầm mặc thần sắc phức tạp thở dài, trên đế sơn lúc này Hải Tử toàn thân mặc bạch y đang đứng trên ngọn núi, gió núi thổi tới làm y phục nàng tung bay, thần sắc nàng lộ vẻ băn khoăn và mê man. Lúc trước trong khi nàng suy tính lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nàng không nói với Cửu Đế bởi bản thân nàng cũng hoài nghi mình cảm nhận sai. Trên mặt đất của cổ tộc, trong hoàng thành của thủy cổ nhất mạch, tại Nguyên Thủy Sơn, sắc mặt Đại Thiên Tôn Tống Thiên lúc này mơ hồ tái nhợt, phức tạp nhìn về phía xa xa không biết đang suy nghĩ điều gì. Sư Tôn, phía sau hắn chuyển tới tiếng nói do dự của Hoàng Man, im đi cho ta. Tống Thiên không quay đầu, ngắt lời Hoàng Man, giờ phút này hắn không muốn nghe gì hết, hắn muốn suy tư cho tốt một hồi, vừa rồi kịch biến của 36 quận cổ tộc có phải có quan hệ với Vương Lâm đang bế quan hay không. Dù hắn không nhận ra sự liên quan nhưng hắn vẫn lo lắng chẳng may mà có chuyện này. Tống Thiên hắn cần phải suy nghĩ cho kỹ, thôi bổn tôn phải đi tới một chuyến vậy. Một lát sau ánh mắt Tống Thiên lóe lên, tay phải giơ lên điểm một chỉ vào hư không, lập tức trên bầu trời phía trước truyền ra tiếng ầm vang, lực lượng tám phương bỗng nhiên cuốn động, khiến cho phong vân biến sắc, chỉ thấy một cái khe khổng lồ liền bị xé ra trên bầu trời, một cái đầu rất lớn chui ra từ trong cái khe nọ, cái đầu này màu xanh, trên đầu có hai sừng, bất ngờ chính là một cổ ma, một lượng lớn hắc khí bao phủ toàn thân cổ ma này, nó phát ra tiếng gầm giống, vươn móng vuốt từ sâu trong cái khe ra tạo thành tiếng chấn động ầm vang không gian, lại xé cái khe này to ra nữa thân thể chui ra, thân thể hắn cao tới vạn trượng, sau khi đi ra liền ngửa mặt lên trời gầm giống, quỳ xuống trước mặt Tống Thiên, nhìn cổ ma khổng lồ trước mặt, ánh mắt Tống Thiên lóe lên, tay trái vỗ trán một cái, lập tức một đám tơ xanh từ trong mi tâm hắn bay ra chui vào trong mi tâm của cổ ma hoàn. Toàn biến mất. Tống Thiên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bất động, nhưng hai mắt cổ ma này liền bùng lên ánh sáng ngập trời ngẩng phát đầu thần sắc lộ vẻ âm trầm, thân thể nhoáng lên liền chui vào trong khe. Tay chụp lấy cái khe một cái, lập tức biến mất, đồng thời khi cổ ma biến mất tại nơi bế quan, Vương Lâm hít sâu một hơi ánh mắt lộ vẻ kiên định, hắn cảm thụ tu vi trong cơ thể một chút, sau nửa ngày mới hơi nhíu mày, chính hắn cũng không biết tu vi hiện tại của mình đã tới mức nào, hắn đã đột phá không kiếp đại viên mãn nhưng không thuộc về Đại Thiên Tôn, thậm chí hắn cảm thấy Đại Thiên Tôn giống như còn kém cảnh giới hiện giờ của mình nửa bước này nhìn như rất ngắn nhưng trên thực tế lại là một vực sâu khó có thể vượt qua, cảnh giới nửa bước đạp thiên sao. Vương Lâm vuốt vuốt mi tâm nhìn về phía hồn phách tiên hoàng đã bị hồn hỏa của hắn luyện hóa trăm năm, hồn phách này còn một đám chớ thuật màu xám to cỡ nắm tay, với tu vi trước đây của hắn mãi vẫn khó có thể luyện hóa toàn bộ. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía hồn phách tiên hoàng chụp một cái, hồn phách này liền bay tới rơi vào trong tay Vương Lâm, trong nháy mắt khi hắn bắt được hồn phách này, hồn hỏa thuộc về Vương Lâm liền biến mất, chỉ còn lại linh hồn tiên hoàng đang nhắm mắt này, nhìn hồn phách này ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cổ quái. Hắn chợt có ảo giác là lúc này mình không cần tốn sức cũng có thể dễ dàng xua tan chớ thuật trên hồn phách tiên hoàng vậy. Hiển nhiên, chớ thuật này đã còn không nhiều lắm mà năm đó còn bị phân tán cho đám người Cửu Đế, hơn nữa bị Vương Lâm luyện hóa cả trăm năm rồi. Nhưng dù là vậy thì với tu vi trước kia của Vương Lâm cũng cần dùng hồn hỏa luyện hóa hơn trăm năm nữa may ra mới khu trừ được. Mang theo ánh mắt cổ quái tay trái Vương Lâm điểm một chỉ về phía hồn phách của tiên hoàng, một chỉ này xuyên thấu qua đụng vào đám khí xám trong hồn phách này, tán. Vương Lâm đang nghe chuyện trên TV audio CV khe nói. Trong nháy mắt khi một chữ này phát ra, chỉ thấy mật thất liền xuất hiện sự vặn mẹo, hình như có vô số đường nét mơ hồ biến ảo ra, bao phủ bốn phía, đột nhiên ngưng tụ lại trên ngón trỏ tay trái Vương Lâm dũng mãnh tiến vào đám khí xám trong linh hồn tiên hoàng. Đám khí xám này bỗng nhiên run rẩy dần dần tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, không còn tồn tại nữa, dễ dàng xua tan đi chớ thuật còn sót lại của tiên tổ như vậy. Hai mắt Vương Lâm bừng sáng, đúng lúc này thì hồn phách của tiên hoàng bởi không còn chớ thuật nữa nên hai mắt run lên giống như muốn mở ra. Vương Lâm không ra tay mà nhìn hồn phách tiên hoàng,
trong lúc mở mắt nhìn thấy mình liền lộ vẻ mờ mịt, trong nháy mắt sau đó hóa thành vẻ oán độc và tàn nhẫn. Vương Lâm, một luồng thần niệm tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm, nhưng đối với Vương Lâm mà nói thần niệm này đã không hề đáng coi trọng. Thấy Vương Lâm không hề bị ảnh hưởng chút nào, Tiên Hoàng Liên Đạo Chân sửng sốt. Nhưng ngay vào lúc này Vương Lâm vung tay phải túm lấy hắn, bỗng nhiên bóp một cái. Một động tác này khiến một luồng lực lượng ầm ầm tiến vào trong hồn Tiên Hoàng. Ầm một tiếng, Tiên Hoàng đời nay Liên Đạo Chân hoàn toàn tử vong, hóa thành một đám sương mù sắp sửa tiêu tán. Thì hai mắt Vương Lâm loé sáng, tay trái chụp một cái, lập tức thiên địa trong mật thất bất ngờ xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ. Đó là đầu lâu của Tiên Tổ. Sau khi nó xuất hiện, một luồng sáng màu vàng kim liền lan tỏa về bốn phía, dẫn động thiên địa tràn ngập tiên khí nồng đậm, lấy hồn làm vật dẫn. Dùng, Vương Lâm thấp giọng nói, tay áo vung lên, lập tức sương mù do hồn phách Tiên Hoàng Liên Đạo Chân biến thành liền hóa thành bảy đạo lao thẳng lên đầu lâu của Tiên Tổ trên bầu trời. Bảy đạo sương mù bay thẳng tới thất khiếu của đầu lâu này, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên đứng lên nhoáng một cái liền từ trong mật thất mà hắn đã ở cả trăm năm xuất hiện trong thiên địa, phía trước hắn là đầu lâu của Tiên Tổ. Vương Lâm giơ tay hướng về phía bầu trời vung lên, lập tức phía sau đầu lâu của Tiên Tổ bất ngờ xuất hiện một mặt trời rất lớn. Mặt trời nọ có hai màu đen trắng, chỉ có hình dáng bên ngoài còn chưa chính thức có vẻ thực chất như của Đại Thiên Tôn. Với tu vi của ta lúc trước thì không thể làm được điều này, nhưng hôm nay ta có thể lấy hồn của Liên Đạo Chân dẫn dắt dung hợp đầu lâu của Tiên Tổ luyện hóa bên trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta, nhờ đó khiến Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta hoàn toàn ngưng tụ ra. Ánh mắt Vương Lâm loé sáng, hai tay bắt quyết, từng luồng sáng xanh rơi vào đầu lâu của Tiên Tổ. Sau khi bảy đạo hồn phách của Liên Đạo Chân chui vào trong thất khiếu của đầu lâu của Tiên Tổ, đầu lâu này lập tức chấn động. Giờ phút này bầu trời trở nên mông lung, uy áp liên tục truyền xuống, bao phủ tám phương, cho dù là ở rất xa cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Chỉ thấy Vương Lâm càng không ngừng đánh ra ấn quyết, đầu lâu của Tiên Tổ chấn động càng kịch liệt. Có những khe nước li ti xuất hiện, cuối cùng tràn ngập cả đầu lâu này, nhưng nó không vỡ tung ra mà có dấu hiệu bị hòa tan. Vương Lâm vẫn không nói tiếng nào, hai tay bắt quyết, đột nhiên há miệng, phun ra một ngọn lửa màu xanh, ngay lập tức bao phủ đầu lâu của Tiên Tổ hừng hực thiêu đốt. Đầu lâu này rốt cục bắt đầu hòa tan, trong một khắc khi nó bị hòa tan, Đại Thiên Tôn Chi Dương hai màu đen trắng của Vương Lâm bao phủ lấy đầu lâu này bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, chẳng qua tốc độ hòa tan của đầu lâu này lại hơi chậm, mà theo thời gian trôi qua giống như dừng lại vậy. Không hổ là Tiên Tổ đã tới được Đạp Thiên Kiểu thứ 8, dù là tử vong nhiều năm như vậy nhưng chỉ một cái đầu lâu cũng khó luyện hóa đến thế. Vương Lâm thì thào, hắn cũng từng nghĩ xem rốt cục là ai có thể giết nổi Tiên Tổ có tu vi như vậy, nhưng lại không có chút đầu mối nào. Chẳng qua cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một cái đầu lâu mà thôi. Vương Lâm giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức bầu trời mông lung này liền biến đổi, có vô số sợi tơ huyền hóa ra. Những sợi tơ này người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ tới tu vi Đại Thiên Tôn thì mới mơ hồ cảm thụ được. Nhưng nếu muốn điều khiển thì ngay cả các Đại Thiên Tôn cũng chỉ mới lần mò được tới gần giới hạn này mà thôi, cũng chỉ có bước thêm một bước. Sau khi đi lên Đạp Thiên Kiểu thứ nhất, giống như Vương Lâm thì mới chính thức sử dụng được vật này trong thiên địa, khó trách nghe đồn cổ đạo Đại Thiên Tôn lại có thể đánh chết Đại Thiên Tôn, mà nghe nói mấy vạn năm trước Đại Thiên Tôn chết trong tay hắn cũng có mấy người, lực lượng điều khiển quy tắc tới mức này thì đánh chết Đại Thiên Tôn không khó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thì thào tự nhủ, Tiên Tổ dù sao cũng là người đã vượt qua Đạp Thiên Kiểu thứ 8. Đầu lâu của hắn dung hợp vào trong Đại Thiên Tôn Chi Dương của ta sẽ trở thành một pháp bảo cực mạnh hỗ trợ cho ta. Cũng chính vào lúc này bầu trời vạn trượng chỗ Vương Lâm đột nhiên chuyển ra tiếng ầm vang. Chỉ thấy một khe nước đống nhiên bị xé ra, rất nhiều hắc khí từ trong đó tràn ra, một cái đầu cổ ma rất lớn sau đó là thân hình khổng lồ đống nhiên chui ra. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cổ ma này chui ra, thần sắc hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Trong cơ thể cổ ma này có thần niệm của Tống Thiên, có thể mơ hồ cảm nhận được sự kỳ dị ở nơi này, thần sắc đột nhiên đại biến. Hắn cảm thấy được Vương Lâm ở xa xa căn bản không để ý tới mình mà tay phải vớt vào hư không một cái giống như nắm lấy vô số sợi tơ, đem đám tơ này ném về hướng đầu lâu của Tiên Tổ, sau đó cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, theo đám tơ này rơi vào trong đầu lâu của Tiên Tổ kia. Trong tích tắc này đầu lâu của Tiên Tổ ầm vang một tiếng, bắt đầu hòa tan với tốc độ cao, không ngừng bị Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm hấp thu. Dần dần Đại Thiên Tôn Chi Dương hai màu đen trắng này rất nhanh liền ngưng thật, xuất hiện màu thứ ba, màu vàng kim. Điều khiển quy tắc thiên địa là cổ ma vừa đột nhiên xuất hiện phát ra tiếng thét chói tai. Đại Thiên Tôn có thể cảm nhận được sự chuyển động biến hóa của pháp tắc thiên địa, dựa vào tín niệm cường đại của mình mà có thể nhờ vào những biến hóa cảm nhận được ngưng tụ thành thực chất, từ không biến thành có chính là như vậy, nhưng chỉ là biến không thành có đem tất cả những thứ hư ảo biến thành chân thực cũng không thể so sánh với Vương Lâm nắm lấy những quy tắc của thiên địa này cường ép chúng để cho mình sử dụng, đây không phải là mượn,
mà là một cấp độ cao hơn, điều khiển quy tắc của thiên địa. Tống Thiên không làm được điều này, trong ký ức của hắn chỉ có cổ đạo Đại Thiên Tôn vào lần đầu tiên hắn tới bái kiến đã tận mặt nhìn thấy cảnh tượng tương tự, không thể nào. Trong mắt cổ ma khổng lồ đã dung nhập một tia thần niệm của Tống Thiên kia lộ ra vẻ khó có thể tin, hắn không thể tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy. Vương Lâm mà trong lòng hắn vốn không coi ra gì kia lúc này sau khi bế quan lại có được sức mạnh điều khiển pháp tắc thiên địa kinh người như vậy, ngay khi thân thể cổ ma của hắn từ trong cái khe trên bầu trời đi ra đã hoàn toàn đứng ngây ra ở đó, trong nháy mắt đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có được một suy nghĩ nào, thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn chính động tác tung một chảo vào hư không vừa rồi của Vương Lâm. Còn có cảnh tượng quy tắc thiên địa ở bốn phía quần quần tới, sự xuất hiện của cổ ma này không khiến cho Vương Lâm để ý một chút nào, thậm chí hắn cũng không liếc mắt nhìn, nhìn cái đầu của tiên tổ đang nhanh chóng hòa tan ở phía trước cái đầu này dưới một ngụm máu tươi của hắn cùng với quy tắc của thiên địa bao phủ lúc này đã hòa tan được hơn phân nửa, phần hòa tan này đã hoàn toàn bị Đại Thiên Tôn Chi Dương của hắn hấp thụ khiến cho kim quang bên trong mặt trời này càng ngày càng sáng ngời, Đại Thiên Tôn Chi Dương ba màu ở trên không trung tỏa ra hào quang. Quý dị! Cái đầu của tiên tổ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang thu nhỏ lại từng trận kim quang từ trong đó xuyên thấu ra, một lát sau bất ngờ nó chỉ còn lại non nửa, thoạt nhìn không còn giống như cái đầu nữa mà chỉ là một đám kim quang chói mắt, theo nó càng ngày càng nhỏ, Đại Thiên Tôn Chi Dương ba màu của Vương Lâm càng ngày càng đậm càng nhanh chóng thực chất hóa dần trở nên giống như thật, sau khi hòa tan hoàn toàn cái đầu của tiên tổ này khiến cho Đại Thiên Tôn Chi Dương ba màu hoàn toàn hấp thụ, mặt trời này sẽ chính thức trở thành Đại Thiên Tôn Chi Dương. Vương Lâm sẽ chính thức trở thành Đại Thiên Tôn, hơn nữa trên toàn bộ Tiên Cương Đại Lục này sau cổ đạo thì hắn chính là người mạnh thứ hai trong những Đại Thiên Tôn. Cổ ma ẩn chứa thần niệm của Tống Thiên ở đằng xa lúc này thở hổn hển từ trong hoàng hốt đã định thần lại, hắn không muốn tin tất cả những thứ đã nhìn thấy, nhưng sự thật ở trước mắt khiến cho hắn không thể không tin, lúc này tâm thần chấn động. Hắn không chút do dự chậm rãi lui về phía sau, thấy Vương Lâm không để ý tới mình, bằng tốc độ nhanh nhất. Bỗng nhiên hắn lảo đảo lao thẳng tới cái khe trên bầu trời đã được hắn xé mở ra lúc trước, muốn bỏ chạy, hắn thân là một đại thiên tôn, cả đời này hiếm khi có động tác như vậy, ở hắn đã có một sự hoảng sợ, so với thân ảnh kiêu ngạo đi tới lúc trước, thân ảnh bỏ chạy này có một sự tương phản quá lớn, nhưng ngay khi thân hình cổ ma của hắn vừa mới tới gần cái khe sắp sửa chuẩn bị chui vào bỏ trốn, thì một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng trong thiên địa, cứ đi như vậy sao? Thanh âm này vừa xuất hiện lập tức khiến cho cổ ma có ẩn chứa thần niệm của Tống Thiên phải dừng lại một chút, rồi giống như là phát điên bất chấp tất cả triển khai tốc độ lớn nhất, gần như ngay khi thanh âm này vang lên ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng nhìn lại, liếc nhìn lên thân thể cổ ma kia. Lập tức ở bốn phía trong thiên địa này bất ngờ có những sợi tơ hiện ra lượn quanh trực tiếp quấn lấy thân thể của cổ ma này khiến cho thân thể hắn trong lúc run rẩy bất ngờ bị đông cứng lại ở đó không thể nhúc nhích, định thân thuật. Có lẽ trước đây Vương Lâm đã từng có suy đoán thuật này có liên quan tới pháp tắc của thiên địa, lúc này với tu vi và cảm ngộ của hắn như hiện giờ cũng có thể không cần bấm quyết mà chỉ cần dựa vào một ánh mắt cũng có thể thi triển ra thuật này, bị ánh mắt của Vương Lâm khóa lại không chỉ có cổ ma này mà còn có thần niệm của Tống Thiên bên trong thân thể nó, thần niệm này run lên nhưng không thể vận chuyển được một chút nào, cùng lúc đó trên Nguyên Thủy Sơn bên ngoài hoàng thành của Thủy Cổ Nhất Mạch, Tống Thiên đang ngồi khoanh chân ở nơi đó mở mạnh hai mắt, sắc mặt hắn tái nhợt. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, thần niệm của hắn bị khóa cứng lại mơ hồ còn dẫn động cả nguyên thần của hắn, mở nguyên thủy trận. Tống Thiên không chần chừ ngay khi mở mắt ra lập tức truyền ra một tiếng gầm nhẹ, trong tiếng gầm nhẹ này tất cả những cao thủ của Thủy Cổ Nhất Mạch đi theo Tống Thiên trên Nguyên Thủy Sơn đang sửng sốt này đều nhanh chóng bay lên đi tới các vị trí của trận pháp, bắt đầu toàn lực bố trí sư tôn. Hoàng Man phía sau Tống Thiên không biết chuyện đi đang xảy ra nhưng nhìn thấy bộ dạng âm trầm của sư tôn cũng cảm thấy cực kỳ áp lực, có một cảm giác không ổn. Câm miệng, lúc này đừng làm phiền. Bổn tôn nếu không phải vì ngôi hoàng đế của ngươi thì sao bổn tôn có thể mở ra nguyên thủy trận này? Tống Thiên xoay mạnh người, liếc mắt nhìn Hoàng Man kia một cái thanh âm lạnh như băng. Phen này bổn tôn đã cố hết sức, nếu cuối cùng phải thất bại thì thủy cổ hoàng tôn 100 năm sau sẽ không phải là ngươi mà là kế đô kia. Trong lòng Tống Thiên cũng rất bất ức. Sau khi nói xong, thân thể hắn nhoáng lên một cái lao thẳng lên trời. Ở trên bầu trời hắn giơ tay phải lên hướng về phía dưới túm mạnh một cái. Lập tức Nguyên Thủy Sơn này ầm vang không ngừng, một đạo cầu vồng từ trong núi xuyên thấu ra, xuất hiện trong tay Tống Thiên. Vật này rõ ràng là một chiếc chiến phủ rất lớn, chiếc chiến phủ này loang lổ thoạt nhìn có vẻ thô ráp nhưng sau khi được Tống Thiên cầm vào bất ngờ liền có một tiếng gào thét thê lương từ trong đó truyền ra hóa thành vô số lục khí tàn hồn vờn quanh bốn phía Tống Thiên, hào quang màu lục này chiếu rọi khiến cho sắc mặt của Tống Thiên thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ngay khi Tống Thiên chuẩn bị toàn lực để đối phó, ở trong La Miên quận, trong thiên địa phía trên hành cung của kế đô,
Vương Lâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài kinh người, trong tiếng thét dài này thiên địa xung quanh phong vân biến sắc, cái đầu của tiên tổ đã hòa tan chỉ còn non nữa biến thành một đám kim quang, kia rốt cuộc cũng đã bắt đầu quá trình hòa tan cuối cùng, càng ngày càng nhỏ, một lát sau cái đầu của tiên tổ chỉ còn bằng một nắm tay. Sau đó đại thiên tôn chi dương kia đã hoàn toàn bắt đầu thực chất hóa, thậm chí so với mặt trời của những đại thiên tôn khác còn thực chất hơn không ít, nhìn chằm chằm đám kim quang bằng lòng bàn tay kia, ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên hướng về hành cung phía dưới tung một chảo, lập tức ba đạo hư bản nguyên sinh tử nhân quả, chân giả ở trong hành cung của Vương Lâm bất ngờ xuyên qua mật thất kia bay ra, lao thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới. Gần dung nhập vào trong thân thể hắn, lúc này toàn bộ bản nguyên đã quay về trong thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng ầm ầm, tóc hắn không gió mà tung bay, toàn thân buộc phát ra một khí thế kinh thiên, dưới khí thế này thần sắc Vương Lâm không giận mà lộ vẻ uy nghiêm. Hắn hướng về phía cái đầu của tiên tổ đã hòa tan chỉ còn bằng nắm tay kia phun ra một ngụm khí tức bản nguyên, luồng khí tức này vô hình, chỉ có bản thân Vương Lâm mới có thể cảm nhận được. Ngay khi khí tức này chạm vào cái đầu tiên tổ bằng nắm tay kia, cái đầu này lập tức run lên kịch liệt, bỗng nhiên tăng ra, nó đã hòa tan hoàn toàn biến mất sau khi bị đại thiên tôn chi dương ba màu của Vương Lâm hấp thụ toàn bộ, mặt trời này đã trở thành một vật thực chất, trở thành đại thiên tôn chi dương, đưa mặt trời này lên bầu trời của tiên cương. Khiến cho bầu trời này từ nay về sau sẽ có 10 mặt trời, đây mới là một tiêu chí chính thức cho một người trở thành đại thiên tôn. Còn trước đây chỉ có thể nói Vương Lâm vẫn chưa trở thành một đại thiên tôn hoàn chỉnh. Ngay khi đại thiên tôn chi dương này hoàn toàn thực chất hóa, Vương Lâm giơ hai tay lên, hai mắt nhìn lên bầu trời, đại thiên tôn chi dương ba màu ở bên cạnh như bị nâng lên chậm rãi bay lên hướng thẳng lên bầu trời ở tít trên cao kia, nhìn đại thiên tôn chi dương của mình dần dần lên tới đỉnh cao nhất trên bầu trời. Trong đầu Vương Lâm không khỏi nhớ lại năm đó hắn ở trong động phủ giới. Một tia thần thức đi tới tiên cương đại lục, lần đầu tiên nhìn lên bầu trời, nhìn thấy chín mặt trời kỳ dị kia, đại thiên tôn, trong lúc thì thảo Vương Lâm nhìn đại thiên tôn chi dương của mình ở trên trời cao buộc phát ra hào quang ba màu mãnh liệt, lúc này trên toàn bộ tiên cương đại lục, từ trong vùng đất của tiên tộc và cổ tộc, sau khi Vương Lâm đưa đại thiên tôn chi dương của mình lên không trung, đã dẫn động toàn bộ sức mạnh của đại thiên tôn chi dương trên vùng đất của tiên tộc. Đạo Nhất Tông Bắc Châu, Tử Dương Tông Đế Sơn ở Tổ Thành, bốn nơi này trong nháy mắt đều có những mặt trời khổng lồ nổi lên ở trên không trung của Tiên Cương Đại Lục tỏa ra hào quang. Không chỉ có vậy, bên trong Hoàng Cung của Tổ Thành, một mặt trời hoàng kim bỗng nhiên xuất hiện, trở thành mặt trời thứ 5 của tiên tộc ở trên bầu trời. Cùng lúc đó trên vùng đất của cổ tộc ở trên không trung chỗ Huyền La đang bế quan, Đại Thiên Tôn Chi Dương của Huyền La hiện ra bay lên. Bên trong Hoàng Thành của Cực Cổ Nhất Mạch, ở trên không trung chỗ cực cổ đại thiên tôn thần bí kia cũng hiện lên đại thiên tôn chi dương của hắn, còn có mặt trời của Tống Thiên đại thiên tôn của thủy cổ nhất mạch, lúc này không chịu sự điều khiển của hắn hiện ra rồi bay thẳng lên trời, xuất hiện cuối cùng chính là mặt trời của cổ đạo đại thiên tôn ở trên đạo cổ sơn kia, toàn bộ tiên cương đại lục trong khoảnh khắc này bất ngờ xuất hiện 10 mặt trời, 9 mặt trời còn lại xuất hiện. Không phải là do bị điều khiển mà là do sau khi đại thiên tôn chi dương của Vương Lâm bay lên không trung thì tự hiện ra giống như dẫn dắt nhau. Hiện tượng này tất cả các đại thiên tôn đều không lấy làm lạ, đây chính là dị tượng trên tiên cương đại lục xảy ra khi có người trở thành đại thiên tôn, ngoại trừ truyền thừa của tiên hoàng trong tiên tổ nhất mạch, vào lúc đó vì tất cả đại thiên tôn chi dương đều hiện ra trên bầu trời khiến cho sức mạnh thiên địa trên cả tiên cương đại lục quấn động, còn khiến cho những đại thiên tôn còn lại cảm nhận được rõ ràng khí tức của đại thiên tôn mới sinh này. 10 mặt trời ở trên không trung có phân biệt lớn nhỏ, trong đó lớn nhất chính là mặt trời của cổ đạo đại thiên tôn. Độ lớn của nó tương đương với cả 8 mặt trời còn lại ngoại trừ mặt trời 3 màu của Vương Lâm, tiếp sau đó chính là mặt trời của Vương Lâm, mặc dù không lớn bằng mặt trời của cổ đạo nhưng cũng gần bằng một nửa, tản mát ra hào quang không kém gì mặt trời của cổ đạo. Nghĩa phụ đại thiên tôn, trong hành cung bên trong La Miên quận kia, kế đô hoàng tử ngây ra ở đó, ánh mắt lộ ra sự kích động mãnh liệt chưa từng có, sau đó còn cười lên ha hả. Vương Lâm, đúng là hắn, bên trong Đạo Nhất Tông truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Trong tiếng gầm này lộ ra sự phẫn nộ truyền khắp tám phương, trong tiếng gầm thét này ngoài sự phẫn nộ còn có vẻ sợ hãi và kiêng kỵ, đối với Vương Lâm, đạo nhất khó mà quên được cảnh tượng trong hoàng cung của Tổ Thành. Khi đó Vương Lâm đã cực kỳ mạnh mẽ, lúc này trở thành đại thiên tôn hắn không dám tưởng tượng Vương Lâm giờ phút này mạnh tới bậc nào, nhất là mặt trời khổng lồ chỉ nhỏ hơn cổ đạo đại thiên tôn kia lại càng lộ ra thực lực của Vương Lâm, hắn còn chưa đi tới thái cổ thần cảnh, không ngờ chỉ dựa vào bản thân mà có thể trở thành đại thiên tôn chính thức. Trong hàn băng tại cực bắc, thần sắc Võ Phong hoảng hốt nhìn bầu trời rất lâu, trong Tử Dương Tông, vẻ mặt hai cô bé lúc này lộ vẻ mừng rỡ, hai người kéo tay nhau đồng thời nhìn về bầu trời, hắn thành đại thiên tôn rồi, trên đế sơn trong Tổ Thành,
Cửu Đế Đại Thiên Tôn nhìn về hướng cổ tộc phía xa xa, tâm thần chấn động, sắc mặt mơ hồ tái nhợt, lộ vẻ kinh nghi bất định. Khi ở địa cung hắn đã có hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương, mà hắn lại còn có đầu lâu của tiên tổ. Mặt trời này có 3 màu hắc bạch kim, màu vàng kim hiển nhiên là do đầu lâu của tiên tổ dung hợp trong đó phát ra, theo đạo lý mà nói. Hắn trở thành Đại Thiên Tôn sẽ không khiến người ta ngạc nhiên, chẳng qua trong 100 năm hắn đã hòa tan đầu lâu của tiên tổ, mà khi hắn trở thành Đại Thiên Tôn thì tâm thần Cửu Đế run lên. Hắn là người duy nhất trong Đại Thiên Tôn của tiên tộc biết chân tướng khi hồn phách trong 72 châu hỗn loạn, nhất là nghĩ tới ánh mắt nọ, hắn không thể không nghĩ tới Vương Lâm khi trở thành Đại Thiên Tôn, hẳn là không có khả năng. Ánh mắt Cửu Đế lộ vẻ kiêng kỵ thì thào tự nhủ. Hải Tử ngồi ở một đỉnh đế sơn, nàng nhìn bầu trời, thần sắc phức tạp lại ẩn chứa một tia minh ngộ. Cũng ở bên trong tổ thành, trong địa cung phía dưới hoàng cung, ngọn núi do Liên Đạo Phi biến thành vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất của cổ tộc, bởi vì Vương Lâm trở thành Đại Thiên Tôn cũng khiến nơi này nổi lên một hồi kinh loạn, mà trung tâm của kinh loạn đó chính là Nguyên Thủy Sơn của Thủy Cổ Nhất Mạch. Vẻ mặt Tống Thiên khổ sở. Dù trước đó hắn dùng thần niệm dung nhập vào cổ ma đã nhìn thấy, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng lúc này tâm thần vẫn chấn động như trước. Trong hoàng thành của đạo cổ nhất mạch, Huyền La đang bế quan cảm nhận được khí tức thuộc về Vương Lâm, khuôn mặt lộ ra nụ cười rất vui vẻ, ha hả cười lớn. Trong La Miên quận, trên bầu trời của hành cung, hai tay Vương Lâm vung lên, mặt trời 3 màu thuộc về hắn dần dần tiêu tán, chỉ còn lại tàn ảnh trong thiên địa là vĩnh viễn tồn tại, trở thành dấu hiệu của Đại Thiên Tôn trên Tiên Cương đại lục. Thiên địa khôi phục lại bình thường, quy tắc lực bốn phía từ từ tản đi, tất cả lại trở lại như ban đầu. Mấy đạo cầu vồng từ hành cung bay ra, người đi đầu là Kế Đô hoàng tử. Hắn cố nén sự kích động trong nội tâm, sau khi tới gần Vương Lâm trăm trượng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Chúc mừng nghĩa phụ trở thành Đại Thiên Tôn, tham kiến Vương Tôn." Phía sau Kế Đô là thiếu phụ và phu quân của nàng, vẻ mặt thanh niên mặc tử bào kia cung kính, không che giấu nổi sự khiếp sợ trong mắt quỳ bái Vương Lâm. Dù sao thì Kế Đô đã như vậy, hai người cũng không thể đứng mà vái. "Chúng ta tham kiến Vương Tôn." Sau khi ba người nói xong, tất cả các thị vệ của Kế Đô trong hành cung cũng đều kích động quỳ một gối xuống, hướng về phía Vương Lâm vái lạy. Giọng nói của những người này ngưng tụ lại hóa thành sóng âm tràn về bốn phía. Vương Lâm đứng giữa không trung nhìn mọi người phía dưới, nhìn Kế Đô và hai vợ chồng thanh niên trước mặt, khuôn mặt lộ nụ cười, sau khi gật đầu liền đưa hai mắt bình tĩnh nhìn về phía cổ ma đang sững ra ở phía xa xa từng bước đi tới. Đứng phía trước cổ ma nọ, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ vào mi tâm của hắn. Một chỉ này hạ xuống, thân thể cổ ma lập tức run rẩy, thần sắc lộ vẻ thống khổ. Chỉ thấy một đám hắc khí từ mi tâm hắn lan ra, sau khi biến mất theo gió thì vẻ thống khổ trên mặt cổ ma không còn, nó khôi phục thần trí, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sợ hãi, phát ra tiếng ô ô. Thân thể vừa khôi phục hành động liền quỳ một gối xuống trước mặt Vương Lâm, cúi đầu: "Kế Đô, ta mang ngươi đi gặp Tống Thiên." Vương Lâm cất bước đứng lên, đầu cổ ma này quay đầu nhìn thoáng qua Kế Đô, thân thể Kế Đô chấn động, ngẩng phát đầu, không để ý tới việc gáp chế sự kích động nữa, ánh mắt nhìn Vương Lâm đầy cảm kích: "Tạ ơn nghĩa phụ đã giúp cho." Kế Đô hít sâu một hơi, đứng dậy nhoáng một cái liền đi tới đỉnh đầu cổ ma, cung kính đứng phía sau Vương Lâm. Hắn nhìn bóng lưng Vương Lâm phía trước, bóng lưng này không cao lớn nhưng lại khiến hắn cảm thấy như một ngọn núi, hình như chỉ có khi bóng lưng này tồn tại thì hắn mới có thể trở thành Thủy Cổ Hoàng Tôn. Cổ ma khổng lồ kia không cần Vương Lâm sai khiến liền ngửa mặt lên trời gầm thét, xoay người mang theo Vương Lâm và Kế Đô, đưa hai tay lên xé ra một cái khe trên bầu trời, chui tọt vào rồi hoàn toàn biến mất. Sau khi nó biến mất, cái khe trên bầu trời cũng dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đường trắng mơ hồ rồi tan đi. Ở bên ngoài hoàng thành của Thủy Cổ Nhất Mạch, trên Nguyên Thủy Sơn, trong nháy mắt khi Vương Lâm điểm một chỉ lên mi tâm của cổ ma xóa đi thần niệm của Tống Thiên, thân thể Tống Thiên trên Nguyên Thủy Sơn chấn động, sắc mặt tái nhợt nhưng trong chốc lát liền khôi phục lại được. Thần sắc hắn âm trầm, cầm chiến phủ khổng lồ trong tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, hô hấp dần dần đều đặn lại. Hắn biết hành động vừa rồi khiến Vương Lâm nhất định sẽ tới, cho dù lần trước có không ra tay dò xét, nhưng Vương Lâm vì muốn để Kế Đô trở thành hoàng tôn nên vẫn sẽ tới. Tống Thiên thầm than, một trận chiến này hắn không chắc thắng, nhưng nếu muốn hắn không chiến mà chịu khuất phục thì thân hắn là Đại Thiên Tôn lại không thể làm được. Trên Nguyên Thủy Sơn giờ phút này mơ hồ có tiếng ầm vang, chỉ thấy cả ngọn núi bị một luồng khí tức mờ ảo bao phủ, trong khí tức này như có thiên quân vạn mã tồn tại lộ ra sát khí, có nguyên thủy trận này phụ trợ lại có chiến phủ do cổ đạo Đại Thiên Tôn ban cho này. Dù cho người này có thể điều khiển thiên địa lực nhưng ta cũng vẫn có tư cách đánh một trận. Tống Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn bầu trời chờ đợi Vương Lâm tới, vẻ mặt hoang man phía sau lộ vẻ khổ sở, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đi qua một nén nhang. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời của Nguyên Thủy Sơn có một cái khe lớn ầm ầm bị xé ra, hắc khí tràn tới, cổ ma gào thét chui ra, trên đỉnh đầu cổ ma có hai người đang đứng,
chính là Vương Lâm. Và kế đô, ánh mắt Tống Thiên trong tích tắc này nhìn về phía Vương Lâm, cùng lúc đó ánh mắt Hoàng Man cũng ngưng tụ với kế đô. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vương Lâm, tay áo Tống Thiên vung lên lạnh lùng nói, Vương Mộ xin chào Tống Tôn. Vương Lâm mỉm cười ôm quyền chậm rãi nói, chớ nói nhiều lời, mục đích của ngươi tới đây trong lòng Tống Mộ hiểu rõ, ngươi đánh một trận với ta, nếu ngươi thắng thì Tống Mộ sẽ chỉ định kế đô là Hoàng Tông. 100 năm tới. Trong lòng Tống Thiên thầm than, hắn căn bản chưa nói ra kết quả nếu mình thắng, vừa nói xong tay trái liền vung lên, lập tức khí tức thiên quân vạn mã quanh Nguyên Thủy Sơn lập tức bước lên buộc phát ra tiếng gầm thét chói tai hóa thành một lượng lớn sương mù lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó tay phải Tống Thiên cầm lấy chiến phủ giơ lên chém về phía Vương Lâm, tu vi của Tống Thiên Đại Thiên Tôn còn cao hơn một chút so với đạo nhất, không kém Võ Phong là mấy, cường giả như vậy. Nếu 100 năm trước Vương Lâm chiến đấu thì thắng bại còn chưa biết, phải dùng toàn bộ lực lượng của phân thân ngoài hư vô đánh một trận, nhưng lúc này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, đối mặt với thiên quân vạn mã do trận pháp biến ảo ra, đối mặt với một phủ như khai thiên chém tới này, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng điểm về phía trước 3 cái. Chỉ thứ nhất điểm tới thiên quân vạn mã đang lao tới ở cách Vương Lâm 100 trượng lập tức phát ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy thiên quân vạn mã hư ảo giống như bọt khí bị nghiền nát tiêu tán rất nhiều, không hề ngừng lại giống như lao vào một tấm màn vô hình vậy. Kế đô và Hoàng Man cùng nhìn lại, cảnh tượng này cũng rơi vào mắt Tống Thiên. Hắn thấy dưới một chỉ của Vương Lâm quy tắc của cả thiên địa giống như biến ảo. Một quy tắc thiên địa tràn ngập phía trước thiên quân vạn mã, cùng với sự tiêu tán của thiên quân vạn mã một chỉ thứ hai của Vương Lâm điểm ra. Trận pháp của Nguyên Thủy Sơn này liền âm ầm bị nghiền nát, đám sương mù bị cuốn đi giống như bị xé tan thành vô số phần, tan thành mây khói, cả Nguyên Thủy Sơn ầm ầm chấn động, rất nhiều cường giả thủy cổ nhất mạch chủ trì bên trong trận pháp này đồng loạt phun máu tươi, thân xác trở nên uể oải. Tống Thiên cảm thấy da đầu tê dại nhưng lại cố gắng nén lại, hai mắt lộ hàn quang, thân thể vẫn đứng giữa không trung như trước, tay phải cầm chiến phủ chém về phía Vương Lâm, mà giờ phút này một chỉ thứ ba của Vương Lâm điểm tới. Một nắm tay hư ảo đột nhiên hiện ra phía trước Tống Thiên, nắm tay này hoàn toàn do vô số sợi tơ nhỏ tạo thành, bên trong ngưng tụ quy tắc của thiên địa, một quyền này va chạm với một phủ của Tống Thiên đang chém xuống, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, chiến phủ chấn động, vỡ vụn từng tấc một, ầm một tiếng liền hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn bay đi rơi lên mặt đất phía xa xa, còn một quyền do quy tắc ngưng tụ thành cũng chấn động, dần dần sụp đổ chia làm hai nửa, Tống Thiên phun một ngụm máu tươi, thân thể bịch lui lại phía sau 100 trượng. Đạp mạnh lên đỉnh Nguyên Thủy Sơn, cả ngọn núi chấn động, xuất hiện đầy khe nước, đầu ngón trỏ tay phải Vương Lâm xứng lại một chút, phía trên đó xuất hiện một vệt trắng nhưng chưa cắt qua da của hắn, chiến phủ ẩn chứa quy tắc, Vương Lâm nhìn về phía chiến phủ đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ ở phía xa xa tay phải giơ lên hướng về hư không chụp một cái. Lập tức những mảnh vỡ này gào thét bay tới dung hợp trước người Vương Lâm, trong nháy mắt liền trở lại thành chiến phủ hoàn chỉnh, còn muốn đánh không? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lên người Tống Thiên, vì sao lại không? Tống Thiên cười lớn thân thể nhoáng lên bay thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt khi đứng trong thiên địa tay phải hắn giơ lên hướng về phía Nguyên Thủy Sơn phía dưới bỗng nhiên chụp một cái, cả Nguyên Thủy Sơn chấn động kịch liệt, mơ hồ bay lên giống như bị một chảo của Tống Thiên kéo từ mặt đất lên, vô số đạo cầu vồng từ trong ngọn núi này bay ra trong đó có cả mấy người Hoàng Man, đám người này nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà sợ hãi, lúc này cũng có rất nhiều đạo cầu vồng từ trong hoàng cung của thủy cổ nhất mạch gào thét bay về hướng này. Thân xác Vương Lâm bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tống Thiên Đại Thiên Tôn kia nhấc Nguyên Thủy Sơn từ dưới mặt đất lên giữa không trung, khiến cho mặt đất chấn động, còn có hắc quang từ dưới núi tản ra, chỉ thấy ngọn núi kia bay lên càng ngày càng cao cho đến khi hoàn toàn lơ lửng ở giữa thiên địa, dừng lại ở giữa không trung phía trên Tống Thiên kia. Tống Thiên nhìn chằm chằm Vương Lâm, giơ tay phải lên giống như là đang nâng ngọn núi, "Vương Lâm, nếu ngươi có thể tiếp được sức mạnh của Nguyên Thủy Sơn của bổn tôn thì trận chiến này bổn tôn sẽ nhận thua." Tống Thiên hét lớn lên một tiếng, tay phải của hắn vung mạnh ra phía ngoài. Chỉ thấy ngọn Nguyên Thủy Sơn kia ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm, ngọn núi này tên là Nguyên Thủy, vì đây là ngọn núi được sinh ra đầu tiên của thủy cổ nhất mạch trong vùng đất của cổ tộc, vô số năm qua ngọn núi này vẫn không hề thay đổi, Tống Mộ chứng đạo trên ngọn núi này sau khi trở thành Đại Thiên Tôn cũng giống như lịch đại Đại Thiên Tôn của thủy cổ nhất mạch đều luyện hóa ngọn núi, hiện giờ ở trong tay Tống Mộ ngọn núi này có thể phát huy được một sức mạnh trấn áp, Vương Lâm ngươi xem đây, thiên địa ầm vang Nguyên Thủy Sơn kia gào thét kinh người. Trong nháy mắt từ phía trên Vương Lâm ép xuống. Ngọn núi này cực kỳ quỷ dị, trong khi giáng xuống Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quy tắc trong thiên địa này biến hóa thành những sợi chỉ, khi ngọn núi này hạ xuống, bị một sức mạnh kỳ dị xua tan như thể ngọn núi này cùng với quy tắc của thiên địa có một sự bài xích rất lớn không thể cùng tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hắn đứng ở đó quần áo tung bay mái tóc bạc phất phơ nhìn ngọn núi đang hạ xuống kia,
tay phải hắn đột nhiên nắm lại hướng về ngọn núi kia đánh một quyền. Một quyền này đánh vào hư không, cách không va chạm với ngọn núi đang ở cách trăm trượng kia, trong tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ thấy ngọn núi này chấn động, tốc độ chợt giảm xuống không ít nhưng vẫn tiếp tục giáng xuống, quyền ảnh của Vương Lâm va chạm với ngọn núi kia lúc này chấn động, vỡ thành từng mảnh, cùng lúc đó một áp lực rất lớn ầm ầm giáng xuống. Ép lên người Vương Lâm còn khiến cho không gian ở xung quanh Vương Lâm trực tiếp phân tách ra như thể thiên địa ở chỗ của hắn hoàn toàn bị chia lìa ra khỏi bốn phía vậy. Rất thú vị, Vương Lâm mỉm cười, thần thông Nguyên Thủy Sơn chấn áp này có chút kinh người tương tự như một chỉ của cổ tổ vậy. Nhưng một chỉ của cổ tổ là khiến cho không gian bị tách ra sụp đổ ép tới giết địch, còn Nguyên Thủy Sơn lại chỉ có tác dụng chia cắt thiên địa ngăn cản người ta chạy ra, chỉ có thể bị chấn áp. Không hổ là một đại thiên tôn của Tiên Cương Đại Lục, trước ta chín đại thiên tôn không có người yếu. Mỗi một đại thiên tôn đều có những thần thông khác nhau, ví dụ như uy lực Nguyên Thủy Sơn của Tống Thiên này có thể bài xích quy tắc, có thể chia cắt không gian giống như một chỉ của cổ tổ. Thuật này mặc dù không phải là tín thuật, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Vương Lâm nhìn ngọn núi đang ngày càng tới gần kia thì thào tự nhủ, hai mắt hắn lóe lên. Với tu vi của hắn lúc này trong thiên địa này, người có thể khiến cho hắn kiêng kỵ thì ngoài cổ đạo ra không còn người thứ hai, những đại thiên tôn còn lại Vương Lâm sẽ không để trong mắt. Nguyên Thủy Sơn này mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là bất phàm mà thôi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hắn giơ tay phải lên chỉ về phía Nguyên Thủy Sơn đang gào thét lao tới kia. Một chỉ này chính là thần thông một chỉ của cổ tổ. Một chỉ này điểm ra thiên địa biến sắc phong vân quần quận không gian. Bị Nguyên Thủy Sơn kia tách ra lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy xung quanh Vương Lâm lại xuất hiện những cái khe mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Những cái khe kia càng ngày càng lớn, cuối cùng như muốn sụp đổ, dường như không thể chịu được nổi. Về phần Nguyên Thủy Sơn kia, dưới một chỉ của Vương Lâm cũng ầm ầm chấn động, dừng lại cách Vương Lâm mấy chục trượng, không ngừng chấn động, nhưng không thể tiếp tục hạ xuống. Đúng lúc này không gian bị chia tách ở xung quanh Vương Lâm ầm ầm sụp đổ, vỡ thành từng mảnh. Vương Lâm từng bước đi tới, thần sắc hắn vẫn như thường nhìn Tống Thiên cách đó không xa, còn muốn đánh sao? Mặt Tống Thiên lộ ra vẻ đau khổ nhưng cũng cắn răng nhảy lên đứng trên đỉnh Nguyên Thủy Sơn kia, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này hóa thành sương mù nhanh chóng bị ngọn núi này hấp thụ. Đồng thời Tống Thiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, từ trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ, Nguyên Thủy chấn áp. Nguyên Thủy Sơn kia truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lại dây rủa thoát khỏi sự chấn động vừa rồi, tiếp tục hạ xuống, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm lắc đầu, thân thể nhoáng lên một cái, không đợi Nguyên Thủy Sơn kia giáng xuống, bất ngờ xuất hiện ở dưới chân ngọn núi này, giơ tay phải lên ấn về phía ngọn núi này. Ngay khi một chưởng này hạ xuống, ngọn núi này ầm ầm run rẩy, Tống Thiên ở bên trên lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo sau khi liên tục lùi lại mấy bước lúc này mới dừng lại được. Lúc này cầu vồng từ trong hoàng thành của thủy cổ nhanh chóng bay tới, cũng đã tới gần, hóa thành mấy chục thân ảnh. Người đi đầu tiên là một lão da mặc hoàng bào, hắn nhìn Vương Lâm, thần sắc biến hóa. Vương Lâm không nhìn những người vừa mới tới kia, mà sau khi Tống Thiên ở trên Nguyên Thủy Sơn lảo đảo lùi lại liền vung tay áo, chỉ thấy ngọn Nguyên Thủy Sơn kia lập tức xoay tròn, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhỏ bằng lòng bàn tay, rơi lên tay phải của Vương Lâm. Liếc mắt nhìn sau khi ngọn núi này thu nhỏ lại, hình dạng giống như một cái đầu trâu, cái sừng vừa rồi bị chặt đứt cũng đã khôi phục lại như cũ. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Tống Thiên kia khiến cho thân thể hắn lảo đảo lại lui về phía sau, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngọn núi này từ vạn cổ vẫn to lớn như thường, các đời đại thiên tôn của thủy cổ nhất mạch chưa có ai có đủ trình độ thu nhỏ ngọn núi này lại như thế này, nhưng Vương Lâm ở trước mắt lại hoàn toàn không cần luyện hóa mà có thể thu nhỏ ngọn núi này lại, hơn nữa bộ dạng của hắn có thể hoàn toàn điều khiển một cách tự nhiên. Trong lòng Tống Thiên đau khổ thở dài một tiếng, bỏ qua tất cả mọi sự kháng cự, hai tay ôm quyền, hướng về Vương Lâm vái một cái thật sâu, Tống Mỗ nhận thua. Trong khi nói, Tống Thiên quay đầu lại nhìn những người vừa tới. Lúc này bọn họ đều thần sắc chấn động, hiển nhiên đã bị cảnh tượng này khiến cho tâm thần khiếp sợ. Tống Mộ thân là người bảo vệ cho thủy cổ nhất mạch, thân là đại thiên tôn, hôm nay thừa nhận kế đô hoàng tử, 100 năm sau sẽ là hoàng tôn của thủy cổ nhất mạch ta. Tống Thiên chậm rãi mở miệng, cuối cùng ánh mắt nhìn lão già mặc hoàng bào kia. Lão già này chính là đương kim hoàng tôn. Hắn do dự một chút, muốn nói gì đó nhưng sau khi nhìn Vương Lâm ở đằng xa cũng lại trầm mặc, hướng về Tống Thiên ôm quyền vái một cái gật đầu, vẻ mặt kế đô hoàng tử kích động. Hắn còn có một cảm giác như đây không phải là thật, khát vọng của hắn, mơ tưởng bấy lâu, hôm nay đã đạt được một cách đơn giản như vậy, điều này khiến cho thần sắc của hắn hoảng hốt, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người thường, lúc này sau khi hít sâu một hơi lập tức bước tới. Trong nháy mắt đi về phía trước, sau khi hắn do dự một chút, không hề tạ ơn Tống Thiên và Phụ Hoàng của hắn mà xoay người, lờ đi Tống Thiên và Phụ Hoàng, ở nơi đây còn có rất nhiều cao thủ của thủy cổ nhất mạch, thậm chí còn có một vài hoàng tử. Ở trước mặt hướng về Vương Lâm quỳ xuống, tạ ơn nghĩa phụ đã thành toàn,
một hành động quỷ này, một câu nói này của hắn lập tức khiến cho tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ Tống Thiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt đều tập trung lại lộ ra một vẻ khó tin không thể tưởng tượng được. Ở cổ tộc, hoàng quyền là trí thượng, kế đô thân là hoàng tử là đã có một thân phận nhất định, người chuẩn bị trở thành thủy cổ hoàng tôn lại quỳ trước người khác, còn nhận người này là nghĩa phụ. Chuyện này vượt xa sự tưởng tượng của những người xung quanh, trong thời gian ngắn làm nổi lên một trận xôn xao. Kế đô, ngươi làm gì thế? Người đầu tiên mở miệng chính là một nam tử trung niên ở bên cạnh thủy cổ hoàng tôn, người này chính là đại hoàng tử. Hoàng Man ở đằng xa trong lòng vốn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện. Nhưng lúc này bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, kế đô ngươi thân là hoàng tử sao có thể tùy tiện nhận nghĩa phụ, nhất là ngươi lại là hoàng tôn tương lai, chỉ có thể quỳ ở trước mặt cổ đạo đại thiên tôn. Thủy cổ hoàng tôn kia thủy trung trầm mặc nhìn con trai mình quỳ trước mặt Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Bốn phía xôn xao khiến cho sắc mặt kế đô cũng có chút tái nhợt, nhưng hai mắt hắn vẫn lộ ra một vẻ kiên định. Nhìn Vương Lâm, hắn biết hiện giờ bản thân đang làm gì, điều hắn muốn chính là nói cho nghĩa phụ của mình biết, cho dù mình có trở thành hoàng tôn thì đối phương vẫn là nghĩa phụ của mình. Vương Lâm cũng nhìn kế đô, hắn không ngờ kế đô này lại có khí phách như vậy, lờ đi cha của hắn cùng với rất nhiều tộc nhân, hạ mình làm một chuyện như thế này, kế đô này hoàn toàn có thể đem lời nói của nghĩa phụ cùng với lời hứa năm đó âm thầm thực hiện. Như vậy quá trình trở thành hoàng tôn của hắn sẽ thuận lợi hơn không ít, không giống như hiện giờ, dường như đã xuất hiện một số khúc mắc. Mắt thấy sự xôn xao ở bốn phía ngày càng lớn nhưng Tống Thiên Thủy Trung vẫn trầm mặc, thủy cổ hoàng tôn kia cũng không nói lời nào nhưng trong mắt lại càng thêm âm thầm. Kế đô, ta nhận ngươi là nghĩa tử của ta, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Kế đô hít sâu một hơi, trước đây Vương Lâm Thủy Trung vẫn không tán thành việc này nhưng bản thân kế đô hắn vẫn luôn gọi đối phương là nghĩa phụ. Lúc này nghe thấy lời nói của Vương Lâm, kế đô lại vái một cái nữa, trăm năm sau ngươi sẽ là thủy cổ hoàng tôn. Vương Lâm không hề nhìn mọi người mà ánh mắt nhìn về phía hoàng thành của thủy cổ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong hoàng thành thủy cổ cũng có một pho tượng cao vút, pho tượng này chính là khắc cổ tổ, nơi đó cũng là chỗ của tổ miếu. Đại hoàng tử cùng với hoàng man kia sắc mặt tái nhợt, dường như vẫn còn muốn nói gì đó. Thủy cổ hoàng tôn. Lão già mặc hoàng bào kia như đã hiểu rõ chuyện này thầm than một tiếng. Lần đầu tiên mở miệng nói, tiểu nhi có thể được bái vương tôn làm nghĩa phụ đó cũng là may mắn của tiểu nhi, cũng là vinh quang của thủy cổ nhất mạch ta. Chấm không phải là đạo cổ hoàng tôn kia không phân biệt được thị phi, bức vương tôn đi khiến cho bộ tộc của mình gặp phải tai họa. Xin mời vương tôn ở lại thủy cổ nhất mạch ta, chỉ cần có bất cứ yêu cầu gì chấm nhất định sẽ thỏa mãn. Lão già mặc hoàng bào kia hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cái, nếu vương huynh không có nơi nào để tới, không bằng ở lại nơi này để chứng kiến kế đô trăm năm sau trở thành thủy cổ hoàng tôn. Lúc này Tống Thiên nở nụ cười, hướng về Vương Lâm nói, phụ hoàng, nghĩa phụ muốn tới tổ miếu, nhi thần đã đồng ý nhưng vẫn phải xin ý kiến của phụ hoàng. Kế đô đứng dậy, hướng về phía thủy cổ hoàng tôn kia cung kính nói, tổ miếu. Nếu vương tôn muốn tới thì việc này hiển nhiên chấm sẽ đồng ý. Lao già mặc hoàng bào kia nghe thấy vậy không chút do dự mỉm cười nói, hắn không dám không đồng ý, lại càng không dám có chút ý kiến gì về việc kế đô bái người này làm nghĩa phụ. Vương tôn ở trước mắt này có thể giết chết đạo cổ hoàng tôn, sau khi xông vào hoàng cung của đạo cổ vẫn có thể rời khỏi, thậm chí ngay cả cổ đạo đại thiên tôn cũng không vì việc này mà nói một lời nào. Người như vậy hiện giờ hắn tận mắt nhìn thấy, Tống Thiên cũng không phải là đối thủ thì sao có dũng khí để đắc tội hoàng quyền trí thượng, nhưng đối với người như vậy cũng không có tác dụng gì. Tại cổ tộc chỉ có 3 tòa cổ miếu, phân biệt ở hoàng thành tam tộc, ở phía dưới 3 pho tượng cổ tổ. Mỗi một tộc nhân cổ tộc trưởng thành vào khi trải qua tam tổn kiếp đều đi tới tổ miếu nhưng cũng không tiến vào quá sâu mà chỉ ở ngoại vi mà thôi. Chỉ có người hoàng tộc mới có thể đi sâu vào bên tổ miếu, độ qua kiếp nạn này. Từ cổ chí kim có rất ít người có tư cách bế quan trong tổ miếu, dù là đại thiên tôn cũng rất khó có thể làm được. Nguyên nhân là quyền mở tổ miếu nằm trong tay các đời hoàng tôn. Vương Lâm đứng tại trung tâm của hoàng thành, phía dưới pho tượng cổ tổ khổng lồ. Nhìn pho tượng chống trời này, Vương Lâm đứng nơi đó trầm mặc không nói. Pho tượng này giống hệt với pho tượng tại đạo cổ hoàng thành, cổ tổ chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa thần sắc lộ vẻ khinh miệt. Vương Lâm lúc trước khi đi qua đạp thiên kiều thứ 3, khi hắn nhìn thấy pho tượng này tại đạo cổ hoàng thành cảm thấy nó cũng không quá lớn, nhưng giờ phút này pho tượng này trong mắt hắn đã có sự bất đồng, thần sắc khinh miệt kia chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sâu trong đó Vương Lâm có thể thấy ẩn chứa một sự bi ai giống như đối với bản thân, đối với chúng sinh, pho tượng cổ tổ này là do ai điều khác. Vương Lâm nhẹ giọng nói, là cổ đạo đại thiên tôn. Bên cạnh Vương Lâm, Tống Thiên đứng đó cũng đang nhìn pho tượng, chậm rãi nói, sau khi cổ tổ biến mất, cổ đạo đại thiên tôn không biết lấy từ đâu ra 3 ngọn núi, tự mình điêu khắc, đứng sừng sững tại hoàng thành tam tộc,
Cũng bởi vì thế mà hậu nhân cổ tộc chúng ta mới có thể nhớ rõ hình dáng của cổ tổ, không quên lãng theo năm tháng. Vương Lâm gật đầu nhẹ, hắn biết một chủng tộc muốn có tượng trưng và hy vọng, nếu không có trung tâm tinh thần tồn tại thì cũng không thể sinh sôi nảy nở lâu dài mà sẽ từ từ biến mất theo năm tháng. Hiển nhiên pho tượng cổ tổ này cùng với những truyền thuyết chính là tượng trưng và ký thác của tam mạch cổ tộc. Pho tượng này còn thì cổ tộc còn, cổ đạo đại thiên tôn thân là người bảo vệ cả cổ tộc có thể làm ra chuyện này đã thể hiện trí tuệ của hắn. Phía dưới pho tượng này chỉ có hai người Vương Lâm và Tống Thiên, giống như đang yên lặng chờ đợi gì đó. Không bao lâu sau chỉ ấy từ phương hướng trong thủy cổ hoàng thành mơ hồ truyền ra tiếng lầm rầm càng ngày càng to hơn phóng tới nơi này vờn quanh bốn phía pho tượng cổ tổ hình thành một tầng sáng màu tối. Phía dưới pho tượng này ở dưới hai chân hắn có một cánh cửa hình vòm khổng lồ. Cánh cửa này giống như đã bị phong bế nhưng ánh sáng kia bao phủ liền khiến nó truyền ra tiếng ầm ầm từ từ mở ra. Vương Minh, tổ miếu đã mở, Tống Mô không tiến nữa, bảo trọng, Tống Thiên ôm quyền nói. Với Vương Lâm nhìn đại môn đang mở ra trong mắt lộ ý ngưng trọng. Hắn có thể khiến Lý Mộ Huyền có tư cách tiến vào bên trong thái cổ thần cảnh hay không đều phải xem bản thân trong đệ tam tổn kiếp này có lấy được hai giọt hồn huyết hay không. Ôm quyền hướng về phía Tống Thiên, Vương Lâm hít sâu một hơi đi vào trong tổ miếu. Bước chân hắn không nhanh nhưng mỗi bước hạ xuống đều rất trầm ổn, từng bước dần dần tiến tới đại môn của tổ miếu đang mở ra không chút do dự mà tiến vào bên trong. Trong chớp mắt khi hắn đi vào bên trong tổ miếu, đại môn của tổ miếu từ từ đóng lại, chỉ sau nửa nén hương, ầm một tiếng, tổ miếu liền hoàn toàn đóng cửa, tầng ánh sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ cũng dần dần tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng bay về trong hoàng cung, không còn thấy lâu nữa, Tống Thiên đứng đó hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Tộc nhân thủy cổ nhất mạch hầu hết đều thấy được quần sáng bao phủ quanh pho tượng cổ tổ nhưng người biết. Vương Lâm tiến vào lại không nhiều lắm, việc này đã bị thủy cổ hoàng tôn cấm nhắc tới, từ từ cũng không có ai hỏi tới việc này nữa, cả thủy cổ nhất mạch cũng không có gì khác trước, chẳng qua tộc nhân tỉ mỉ sẽ phát hiện ra kế đô hoàng tử vẫn không ra ngoài, ở trong hoàng cung một thời gian dài, mà đại hoàng tử sau 10 năm cũng được phong vương, ảm đạm rời đi trấn thủ biên cương, lại qua 5 năm nữa, hoàng tử Hoàng Man cũng bị sắc phong vương, rời khỏi thủy cổ hoàng thành. Từ đó trong 10 năm sau đám hoàng tử đều được phong vương rồi rời đi, trong thời gian 30 năm này trong hoàng thành chỉ còn lại duy nhất vị kế đô hoàng tử này. Trong 30 năm này kế đô hoàng tử rất an tĩnh, ở trong hoàng cung, không tiếp xúc nhiều lắm với ngoại giới, thân phận hoàng tôn của hắn đã được xác định, không cần âm thầm làm việc gì nữa, hắn chỉ cần làm tốt phận sự của mình là không còn lo lắng gì nữa. Sau 30 năm trừ hắn ra thì tất cả các hoàng tử đều bị phong vương và rời đi. Lúc này tộc nhân thủy cổ nhất mạch đều đã nhận thấy ngôi vị hoàng tôn tương lai là thuộc về ai, dần dần kế đô cũng bắt đầu tiếp xúc với những lực lượng và quyền lực ẩn giấu thuộc các đời hoàng tôn, chậm rãi giao tiếp, quá độ với phụ hoàng, đây là chuyện mà mỗi đời hoàng tôn trước khi thay đổi phải làm. Trong khoảng thời gian này thủy cổ nhất mạch cũng rất tiến tĩnh, tất cả đều duy trì liên tục. Kế đô cũng vẫn duy trì một thói quen tốt là sáng sớm mỗi ngày đều dùng thời gian yên lặng nhìn về phía tổ miếu, hắn cũng không biết lần tiếp theo được gặp nghĩa phụ là lúc nào. Nhưng thói quen này của hắn sẽ vĩnh viễn không thay đổi, rất nhiều tộc nhân đi theo kế đô cũng nhận thấy thói quen này của hắn, cảm thấy rất khó hiểu dù âm thầm hỏi thăm nhưng cũng không có chút đầu mối nào, chậm rãi theo thời gian trôi qua, việc này đã trở thành một bí ẩn, ngoài thói quen này ra, trong 30 năm này kế đô cũng không quên chuyện Vương Lâm sai bảo năm xưa, hắn phái rất nhiều tộc nhân tới Hắc Thạch Thành, ở đó âm thầm bảo vệ một nữ tử đó tên là Tống Chí hơn 100 năm qua Tống Chí không còn giống năm xưa mà đã có dấu vết của năm tháng. Nàng thủy chung không biết là ở Hắc Thạch Thành này bao gồm cả thành chủ có rất nhiều cường giả ẩn thế, sứ mạng cả đời bọn họ là tồn tại vì nàng, năm tháng trôi đi chớp mắt đã lại qua 20 năm. Từ lúc Vương Lâm bước vào trong tổ miếu đã tới năm thứ 50, thủy cổ nhất mạch chuẩn bị tới một đại lễ này chưa phải là đại lễ đưa kế đô lên làm vua mà là đại hôn của hắn, hắn lựa chọn hậu nhân của Tống Thiên, một nữ tử tên là Tống Ngọc làm thế tử, nữ tử này rất được Tống Thiên cưng chiều. Cũng là một trong số ít người được hắn dạy bảo, đại lễ lần này diễn ra trong mấy tháng, tộc nhân và hoàng thất của hai tộc còn lại cũng tới không ít, trong đó đạo cổ nhất mạch có một nam tử trung niên tới, tướng mạo người này nếu Vương Lâm có thể nhìn thấy thì sẽ nhận ra là rất giống Diệp Mịch, hắn là hậu nhân của Diệp Mịch. Sau khi đại lễ kết thúc, vào lúc tất cả mọi người lục tục rời đi, vào ban đêm ngày đó khi trăng sáng treo cao, mặt đất phủ đầy ánh bạc, kế đô mang theo thê tử đi tới trước tổ miếu, ánh trăng nhu hòa chiếu lên pho tượng cổ tổ. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, kế đô kéo tay thê tử trong sự khó hiểu của nữ tử này, dừng lại cách đại môn của tổ miếu. 10 trượng. Hắn nhìn tổ miếu, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, rất lâu hắn mới yên lặng quỳ xuống đó. Nữ tử bên cạnh hắn dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì mà cùng hắn quỳ xuống ở cách tổ miếu 10 trượng.
Tống Ngọc, chúng ta không phải bái cổ tổ. Kế Đô nói khẽ, nữ tử kia sửng sốt, chúng ta bái nghĩa phụ của ta đó, nghĩa phụ. Nữ tử kia hơi kinh ngạc, nghĩa phụ, Kế Đô tổ chức đại hôn, cưới hậu nhân của Tống Tôn làm vợ, nàng sau này là hoàng hậu tương lai của thủy cổ nhất mạch. Hôm nay ta đưa nàng tới đây bái kiến nghĩa phụ, thần sắc Kế Đô cực kỳ cung kính. Sự cung kính này phát ra từ tận nội tâm lộ vẻ chân thành. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ tất cả mọi thứ mình đạt được hôm nay đều là nhờ Vương Lâm. Hắn vĩnh viễn ghi nhớ nếu không có Vương Lâm thì cuộc đời mình không có ngày trở thành hoàng đế, thậm chí nữ. Từ bên cạnh này có lẽ cũng không phải là thê tử mình mà thuộc về Hoàng Man, nghĩa phụ, còn 50 năm nữa là Kế Đô trở thành tân hoàng. Hài Nhi hy vọng ngày đó có thể nhìn thấy nghĩa phụ, Kế Đô thì thào, hướng về phía tổ miếu vái một vái. Nữ tử bên cạnh hắn giống như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía tổ miếu lộ vẻ khiếp sợ. Nàng mơ hồ nhớ tới Tống Tôn lão tổ Tống gia của nàng từng có một lần vô ý nhắc tới một sự kiện, một cái tên. Khi nhắc tới cái tên này, thần sắc Tống Thiên lộ vẻ phức tạp và cảm khái, cũng hiện lên một tia kính nể. "Vương, Vương Tôn." Nữ tử nói khẽ, Kế Đô cũng không nói gì nữa mà quỳ lạy ở đó, hồi lâu sau mới đứng dậy mang theo thê tử yên lặng rời đi, nhưng vào chớp mắt khi hắn đi được hơn 10 trượng thì đột nhiên có một giọng nói truyền ra từ trong tổ miếu, "Ngày ngươi trở thành tân hoàng vi phụ sẽ tới." Thân thể Kế Đô run lên xoay phát người nhìn về phía tổ miếu, khuôn mặt lộ nụ cười. Sâu trong tổ miếu, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân nơi đó, từ thân thể hắn tỏa ra vẻ mục nát đang héo rũ một mảng lớn, cả người trông như một bộ khô cốt, nhưng hai mắt hắn lại sáng ngời như trước. Tam tổn thất kiếp của cổ tộc năm đó khi ta ở động phủ giới đã thành công vượt qua nhị tổn tứ kiếp, cũng vượt qua đệ nhất kiếp trong tam tổn tam kiếp, đệ tam tổn của cổ tộc, đệ nhất kiếp là cổ mạch thương không huyết, đệ nhị kiếp là cổ đạo tam phân thần, đệ tam kiếp cũng là kiếp nạn. Cuối cùng, cổ tổ ban ơn. Vương Lâm thì thào, nhìn về phía trước hắn có một tấm bia đá, trên đó có khắc toàn bộ những thông tin liên quan tới tam tổn thất kiếp của cổ tộc. Hồi lâu Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong óc hắn lại vang vọng giọng nói khi đạt được một giọt hồn huyết vào lúc vượt qua đệ nhất kiếp trong tam tổn năm xưa. Ta muốn trời sụp thì trời phải sụp, ta muốn mặt đất vỡ tan thì mặt đất phải vỡ tan, ta muốn chúng sinh diệt vong thì không kẻ nào dám không diệt vong, ta muốn thương không vô tiên thì chẳng kẻ nào còn dám tồn tại. Ta là cổ sinh ra từ trước khi thiên địa xuất hiện, tồn tại trước khi vũ trụ được sinh ra, trước ta còn cổ tiên xuất hiện, tiên muốn nô dịch ta, ta muốn tiên này phải bị ta hủy diệt, nếu ta thất bại thì hậu nhân của ta đời đời là kẻ địch của tiên, đời đời khiến cho thiên hạ vô tiên, ban cho ba con trai của ta 9 giọt hồn huyết, các con hãy thống lĩnh vạn dân của cổ tộc đợi tới ngày cửu khúc tam tướng cùng xuất hiện, đợi ta luân hồi, đợi người kế thừa của ta xuất thế. Vương Lâm quanh chân ngồi trong tổ miếu kia, thân thể hắn héo rũ thoạt nhìn giống như là cái thây khô, áo trắng toàn thân lúc này cũng rủ xuống, như thể không còn ở trên người nữa. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên thanh âm này vang vọng suốt thời gian 50 năm, ban đầu thanh âm này như ẩn như hiện, giống như là thì thầm, nhưng theo thời gian trôi qua, ở trong đầu Vương Lâm thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, giống như là gào thét lên, nhất là hiện giờ dường như là có người ở bên tai hắn không ngừng gào lên. Trong tiếng gào thét kia lộ ra một sự nghịch thiên và không cam lòng, khiến cho máu huyết toàn thân Vương Lâm sôi trào lên, hừng hực bốc cháy, trong khi máu huyết toàn thân hắn bị thiêu đốt, thân thể máu thịt của hắn dường như không thể chịu đựng được, giống như là bị luyện hóa, không ngừng héo rũ cho đến hôm nay đã trở thành một cái thây khô nhưng lại không có một cảm giác suy yếu nào, ngược lại còn mơ hồ ẩn chứa một sức sống và sức mạnh kinh người, như thể nếu có một ngày thân thể của Vương Lâm lại khôi phục lại như thường, giống như khi hắn mới bước vào tổ miếu này thì sức mạnh thân thể hắn sẽ đạt tới một trình độ khủng bố cực kỳ kinh người. Trong tam tổn thất kiếp của cổ tộc đệ tam tổn kia có 3 kiếp, ngoài cổ mạch thương khung huyết, còn có cổ đạo tam phân thần, dưới sự phân hóa có thể khiến cho người của cổ tộc khi độ kiếp sẽ có được sức mạnh cổ tộc bạo tăng. Rất nhiều tộc nhân của tam tộc chỉ cần có được 27 tinh điểm trở thành thánh thì trong cuộc đời sẽ trải qua tam tổn thất kiếp này, nhất là đệ tam tổn và 2 kiếp cuối cùng kia cần phải ở trong tổ miếu của các tộc mới có thể vượt qua, nhưng do sự khác nhau của thân thể, sự đề cao và tạo hóa mà mỗi người có được cũng không giống nhau. Trong 50 năm này Vương Lâm thủy chung khoanh chân ngồi ở chỗ đó gần như không hề nhúc nhích, để mặc cho thanh âm bên tai kia không ngừng vang vọng. Cuối cùng sau khi Kế Đô hoàng tử ở trước miếu vái một cái rồi rời khỏi, Vương Lâm cảm thấy trong cơ thể mình, kiếp thứ 2 của đệ tam tổn đã có dấu hiệu giáng xuống, tiếng gào thét bên tai kia càng ngày càng kịch liệt, máu huyết trong cơ thể lại càng sôi trào thiêu đốt hừng hực, một cảm giác khô nóng từ trong cơ thể hắn chậm rãi buộc phát ra tràn ngập toàn thân hắn. Cổ đạo tam phân thần Vương Lâm đang nghe chuyện trên TV audio CV thì thảo. Từ trên tấm bia đá ở nơi này hắn đã hiểu rõ cổ đạo tam phân thần này không phải là đem nguyên thần của hắn phân ra làm 3 phần, mà là muốn tiến hành dung hợp sau 3 lần phân chia,
mỗi một lần phân chia sẽ phải chịu một sự thống khổ rất lớn giống như là tấn công vậy, hắn cần phải có một nghị lực rất lớn. Sau khi chậm rãi dung hợp lần thứ nhất, sẽ lại tiến hành lần phân thần thứ hai. Sau mỗi một lần dung hợp, nguyên thần và thân thể của hắn sẽ giống như đột ngột tăng mạnh, càng thêm cứng hãn. Một khi ba lần hoàn toàn kết thúc thì hắn sẽ vượt qua kiếp thứ hai trong đệ tam tổn này thành công. Kiếp này sẽ không xuất hiện sự tử vong. Ngưng điểm quan trọng chính là chịu đựng thời gian phân chia. Thời gian càng lâu thì sự phân chia càng đem lại lợi ích lớn, cũng phải chịu đựng sự thống khổ càng lớn. Sự đau đớn này người thường không thể nào chịu đựng được, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng không thể kiên trì được lâu. Những người độ kiếp này thông thường cũng không thể kiên trì tới khi hoàn toàn phân chia, mà chỉ tới nửa đường là đã dung hợp, vì thế sự đề cao và tạo hóa đạt được cũng có khác nhau. Trong cổ đạo tam phân thần này lúc nào cũng có thể dung hợp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, từ xưa tới nay cũng không phải là không có người có nghị lực lớn, nhưng kiếp này tuy không có xuất hiện tử vong, nhưng nếu để nguyên thần hoàn toàn phân chia, cũng sẽ khó dung hợp lại, đồng thời cũng xuất hiện hiện tượng không thể dung hợp lại, từ đó sẽ phát sinh tử vong, cho nên cho dù là hoàng tộc, cho dù là người có nghị lực lớn cũng sẽ không chọn cách đó, mà cho dù có chọn thì thông thường cũng chỉ dám đánh cuộc trong lần phân thần đầu tiên, còn tới lần thứ hai thì cực kỳ hiếm có người dám đánh cuộc, người đánh cuộc trong lần thứ ba lại càng ít hơn, mà gần như toàn bộ đều là tử vong. Nghe đồn qua vô số năm chỉ có người mạnh nhất tiên cương đại lục cổ đạo Đại Thiên Tôn mới ở trong lần thứ ba phân thần hoàn toàn. Cuối cùng đã thành công. So với kiếp thứ hai trong đệ tam tổn này thì kiếp thứ ba kia thực tế cũng không thể gọi là kiếp, mà đó chỉ là sự ban thưởng của cổ tổ, là tộc nhân của cổ tộc sau khi vượt qua tam tổn lục kiếp sẽ đạt được một phần thưởng từ trong U Minh, có lẽ là một tia ký ức, có lẽ là một loại thần thông không được đầy đủ, cũng có lẽ là một giọt máu cực kỳ tinh thuần của cổ tổ, còn có một khả năng rất nhỏ đó sẽ là hồn huyết, nhưng khả năng này nghe đồn chỉ là do phần lớn hậu nhân có hy vọng mà thêu dệt nên mà thôi. Nghe nói ngay cả cổ đạo Đại Thiên Tôn khi được cổ tổ ban thưởng cũng không có được một chút khả năng như trong lời đồn này, nhưng nghe nói thứ mà cổ đạo Đại Thiên Tôn đạt được cực kỳ bất phàm, nhưng không ai biết đó là cái gì. Vương Lâm hít sâu, trong khi máu huyết đang sôi trào thiêu đốt thân thể của hắn, chậm rãi run rẩy, từng trận đau đớn xuất hiện cùng với tiếng gào thét trong đầu dung hợp với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh kỳ dị tràn ngập thân thể hắn, đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng nguyên thần của mình dần dần xuất hiện dấu vết bị vỡ vụn, cuối cùng đã bắt đầu rồi. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, hai mắt hoàn toàn bình tĩnh, hắn chờ đợi ngày này đã 50 năm, có thể đạt được hồn huyết của cổ tổ hay không, có thể khiến cho thân thể của Lý Mộ Uyển tiến vào thái cổ thần cảnh hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần độ kiếp trong tổ miếu này, dấu vết tan vỡ trên nguyên thần hắn. Càng ngày càng nặng, cùng lúc đó từng trận đau nhức khó có thể tưởng tượng được đống nhiên giáng xuống, nhưng sự thống khổ này đối với nghị lực của Vương Lâm mà nói hoàn toàn có thể chịu được, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, muốn có được hồn huyết. Ở trong kiếp thứ hai của đệ tam tổn này cần phải cực kỳ nhẫn nại để xem kiếp này kết thúc ở đâu. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một vẻ quyết đoán và kiên định, chậm rãi nhắm hai mắt lại chịu đựng kiếp này giáng xuống. Ngay khi Vương Lâm đang vượt qua cổ đạo tam phân thần này, bên ngoài thân thể của pho tượng cổ tổ ở tổ miếu bất ngờ bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng hình tròn. Gợn sóng này khuyết tán ra bốn phía, gần như bao phủ toàn bộ hoàng thành của thủy cổ. Hiện tượng kỳ dị này xuất hiện lập tức khiến cho toàn bộ tộc nhân của thủy cổ nhất mạch chú ý. Tượng của cổ tổ phát ra vòng sáng, đây là có người đang độ tổn kiếp, vòng sáng này có 9 đạo, đây là cổ đạo tam phân thần trong kiếp thứ 2 của đệ tam tổn, mà vẫn còn ở lần phân thần đầu tiên, nếu là lần thứ 2 thì sẽ xuất hiện 19 vòng sáng, kỳ quái, tổ miếu độ kiếp cũng sẽ không vì một cá nhân mà mở ra, mỗi một lần đều phải đợi hoàng tộc tổ chức, sau khi đợi có nhiều người, thì mới có thể thống nhất mở ra tổ miếu một lần, nhưng mấy năm nay lại không hề nghe thấy có việc này, không biết lúc này có bao nhiêu người độ kiếp. Có thể kiên trì được thời gian bao lâu, những lần trước chỉ sau mấy ngày là kết thúc. Sự dị thường trên pho tượng của cổ tổ đối với tộc nhân của thủy cổ cũng không mấy xa lạ, hiển nhiên là chuyện như vậy bọn họ đã từng thấy rất nhiều lần, sau khi lần lượt nhìn một hồi liền thu ánh mắt lại không để ý tới nữa, nhưng bọn họ không biết ngay khi 9 vòng sáng xuất hiện trên tượng của cổ tổ, thủy cổ hoàng tôn trong hoàng cung kia, còn có kế đô cũng đều tập trung nhìn tới, 50 năm, rốt cuộc hắn cũng đã bắt đầu lần phân thần đầu tiên. Không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu, thủy cổ nhất mạch ta đã từng có người trong lần phân thần thứ nhất này kiên trì trong thời gian 1 năm, đạt tới trình độ viên mãn, không biết người này có thể được như vậy hay không. Thủy cổ hoàng tôn trầm mặc nhìn pho tượng cổ tổ hồi lâu sau đó thu ánh mắt lại, lúc này kế đô cũng đang ở trong cung điện, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn về phía đằng xa, thê tử của hắn ở bên cạnh, cũng theo hắn nhìn lại, nghĩa phụ, kế đô thì thào, thê tử của hắn nắm lấy tay hắn ánh mắt nhu hòa. Vào lúc này trên Nguyên Thủy Sơn ở bên ngoài hoàng thành kia, Tống Thiên toàn thân mặc áo xanh từ nơi bế quan đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng,
nhìn về phía hoàng thành. Với tu vi của hắn, lần phân thần đầu tiên nhất định sẽ chọn cách phân chia hoàn toàn, như vậy thì thời gian sẽ không ngắn. Thôi, năm đó khi hắn bế quan ta đã hai lần âm thầm ra tay, tuy sau đó ta cũng đã tán thành kế đô trở thành hoàng tôn nhưng dù sao cũng đã mạo phạm hắn trước, hơn nữa từ lúc đó đến nay hắn không hề truy cứu việc này. Ta sẽ hộ pháp cho lần phân thần đầu tiên của hắn để báo đáp. Thân thể Tống Thiên bước về phía trước, thân ảnh lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở bên ngoài tổ miếu trong hoàng thành, nhìn tổ miếu kia một cái rồi khoanh chân ngồi quay lưng về phía miếu này, trong vòng ngàn trượng quanh tổ miếu, không ai có thể bước vào nếu không, chết. Thần niệm của Tống Thiên truyền ra vang vọng bốn phía, Vương Lâm ở trong tổ miếu, khi đang chịu đựng sự phân chia của nguyên thần. Cảm nhận được ở bên ngoài tổ miếu Tống Thiên đã tới và nói như vậy, hiểu được suy nghĩ muốn hộ pháp cho mình của người này, hắn hít sâu một hơi truyền ra một đạo thần niệm tới bên thai của Tống Thiên, đa tạ, không cần, Tống mỗ hộ pháp cho ngươi trong lần phân chia đầu tiên, để xóa đi hành động ra tay với ngươi năm đó. Tống Thiên không quay đầu lại mà nhìn thoáng qua khoảng không phía trước, hơi trầm ngâm một chút, rồi không để ý tới nữa nhắm hai mắt lại, ngay khi Vương Lâm thu thần. Niệm lại đột nhiên thân thể hắn chấn động, ngừng mạnh đầu, với tu vi hiện giờ của hắn cho dù là vì lần phân thần đầu tiên đã bắt đầu mà suy nhược không ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được ở trên bầu trời có một thân ảnh đang yên lặng nhìn nơi đây, thân ảnh kia Vương Lâm rất quen thuộc, sư tôn, Vương Lâm thì thào. Hắn hiểu rõ sư tôn sẽ không vô duyên vô cớ mà đi tới thủy cổ nhất mạch, này lúc này đến hiển nhiên là muốn hộ pháp cho hắn khi hắn suy yếu trong ba lần phân thần. Trên bầu trời Huyền La nhìn xuống dưới, nhìn pho tượng cổ tổ cùng với tổ miếu trong hoàng thành của thủy cổ kia hắn như mơ hồ có thể cảm nhận được ở trong đó có khí tức của Vương Lâm, trên mặt hắn mang theo một nụ cười, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa, ngươi đã trở nên mạnh mẽ như sư tôn rồi, điều duy nhất sư tôn có thể làm chính là tới hộ pháp cho ngươi lúc này khi ngươi phân thần suy yếu. Tình sư đồ không cần nói ra miệng, giống như Vương Lâm và Huyền La dù trên danh nghĩa không phải thầy trò nhưng trong lòng Vương Lâm Huyền La vĩnh viễn là sư tôn của mình, mà trong nội tâm Huyền La, đệ tử duy nhất của hắn vẫn là đứa trẻ được hắn mang ra khỏi động phủ giới, tới mặt đất cổ tộc này, bên trong tổ miếu, thân thể Vương Lâm dù đau đớn như trong lòng lại vô cùng ấm áp, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, toàn bộ trái tim chìm đắm bên trong sự phân chia của nguyên thần, có sư tôn ở đây thì hắn không còn phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Thời gian trôi qua chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Vương Lâm khoanh chân ngồi bất động nhưng sự đau đớn đến từ nguyên thần bị phân chia lại càng thêm rõ ràng kịch liệt. Trong cơ thể hắn lúc này như có một cơn lốc giống như bao trùm cả thân thể hắn. Có thể thấy bên ngoài chân thân Vương Lâm đang ngồi khoanh chân có một tầng sáng biến ảo ra. Tầng sáng nọ nối tiếp với thiên linh của Vương Lâm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Toàn bộ tầng sáng này đầy vết nứt từ từ tăng lên càng ngày càng nhiều hơn giống như những vết nứt đó nối liên lại với nhau, trông dày đặc vô cùng. Thoạt nhìn rất kinh tâm, tầng sáng này chính là nguyên thần Vương Lâm biến ảo ra, thời gian 3 ngày nếu đổi lại là tộc nhân cổ tộc khác thì có lẽ đã không thể thừa nhận nổi thống khổ này, lựa chọn dung hợp, nhưng đối với Vương Lâm mà nói thì hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, còn xa xa mới chấm dứt, sau 3 ngày lại là 3 ngày nữa, dần dần tộc nhân bên trong thủy cổ hoàng thành phát giác ra có chuyện không hợp lý. Bọn họ nhìn tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ với thời gian dài hơn, lại có thể duy trì đủ 6 ngày. So với dĩ vãng còn nhiều hơn vài ngày, xem ra người độ kiếp lúc này là người có đại nghị lực, 6 ngày này cũng không biết trong số những người độ kiếp đã ai kiên trì được hay chưa, năm đó vào ngày thứ 3 ta đã không thể chịu được nổi, loại thống khổ này đúng là không thể thừa nhận, có thể khiến Tống Tôn hộ pháp thì đó cũng là điều nằm trong dự liệu, chẳng qua tuy rằng khiến bọn họ chú ý một chút nhưng thời gian 6 ngày cũng không phải là rất nhiều, dần dần sự dị thường ở nơi này cũng bị mọi người quên đi, cho tới ngày thứ 9. Ngày thứ 15, ngày thứ 30, sau 2 tháng, tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn tỏa ra sóng gợn như trước, tràn ngập cả phân nửa thủy cổ hoàng thành, lúc này mới càng có nhiều tộc nhân dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía pho tượng cổ tổ, theo bọn họ thấy thì người độ kiếp này cũng không thể kiên trì tới thời gian lâu. Như vậy, 2 tháng không thấy ai ra khỏi tổ miếu, chẳng lẽ người độ kiếp lần này chỉ có một người, người này rốt cục là ai không ngờ lại có thể khiến Tống Tôn làm hộ pháp. 2 tháng, hắn lại kiên trì được tới 2 tháng, xem ra hắn muốn chọn trình độ đại phân liệt rồi, thời gian lại yên lặng trôi qua, lại qua 6 tháng nữa, tính cả 2 tháng trước thì lần đầu tiên phân thần của Vương Lâm đã tới 8 tháng, trong 8 tháng này hầu như tất cả tộc nhân trong thủy cổ. Hoàn thành việc đầu tiên trong ngày là nhìn quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ có còn hay không, càng ngày càng có nhiều người bàn luận tràn ngập mọi nơi trong thủy cổ hoàn thành, hầu như chuyện này đã trở thành một đề tài khiến tộc nhân thủy cổ từ kinh hai biến thành kích động. Tới hôm nay thì sự kích động đã đạt đỉnh điểm, hắn có thể kiên trì 1 năm sao? Phải biết rằng trong thủy cổ nhất mạch chúng ta người có thời gian phân thần lần đầu dài nhất là 1 năm đó,
Nếu không chết ở lần phân thần thứ 2 thì hắn có lẽ cũng có thể trở thành đại thiên tôn. 8 tháng, người nọ thật sự điên cuồng rồi, loại đau đớn này mà hắn lại có thể chịu đựng nổi. Nghe nói Tống Tôn năm xưa kiên trì được 11 tháng, trong tiếng bàn luận của tộc nhân Thủy Cổ, ở sâu bên trong tổ miếu Vương Lâm vẫn khoanh chân bất động như trước, nhưng tầng sáng bên ngoài. Thân thể hắn giờ phút này đã phá tan thành từng mảnh nhỏ, hai chân của tầng sáng đã tán đi chỉ còn nửa phần thân ảnh tồn tại, mà thân ảnh nọ cũng trở nên mơ hồ giống như trong suốt vậy. Phảng phất có thể tiêu tán, bản thể Vương Lâm dù nhắm hai mắt nhưng sự thống khổ lúc này hắn phải thừa nhận là cực kỳ kịch liệt, nỗi đau đớn khi nguyên thần phân chia khiến hắn giống như bị ngàn đao đâm chém, mà vĩnh viễn phải luôn tỉnh táo không được hôn mê, 8 tháng chịu đựng thống khổ còn chưa thể khiến hắn bỏ cuộc. Vương Lâm một mực chịu đựng, hắn phải đợi sau khi nguyên thần phân liệt toàn bộ mới dung hợp, trong đầu hắn tiếng gầm thét của cổ tổ hầu như đã trở thành âm thanh duy nhất, ta muốn trời sụp thì trời phải sụp, ta muốn mặt đất tan vỡ thì mặt đất phải tan vỡ. Ta muốn chúng sinh tử vong thì không ai dám không tử vong, ta muốn thương khung vô tiên thì chẳng kẻ nào dám tồn tại, toàn bộ khí lực của hắn đều dùng để chịu đựng, tháng thứ 9 đến trong nháy mắt, tháng thứ 10, thứ 11 đã qua, Tống Thiên khoanh chân ngồi trước tổ miếu làm hộ pháp cho Vương Lâm đã 11 tháng, đối với việc Vương Lâm có thể kiên trì tới lúc này hắn cũng không ngạc nhiên, theo phân tích của hắn thì Vương Lâm hẳn có thể kiên trì chừng 1 năm, trên thực tế thời gian 1 năm chỉ khiến nguyên thần tan thành mảnh nhỏ mà thôi. Trừ một người của cực cổ nhất mạch kiên trì 28 tháng ra, rất ít người sau khi nguyên thần tan thành mảnh nhỏ lại không dung hợp mà lựa chọn để mảnh nhỏ trở thành những hạt nhỏ. Tống Thiên không quay đầu nhìn vào tổ miếu, hắn tính toán thời gian, ngồi khoanh chân bất động, khi tháng thứ 12 trôi qua, một năm đã hết lại qua 2 tháng nữa thì tộc nhân của thủy cổ nhất mạch đã sôi trào rồi, bọn họ nhìn quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ toàn bộ đều đoán xem người độ kiếp này rốt cục là ai, còn có thể kiên trì bao lâu nữa, 14 tháng. Không hổ là vương tôn, trong hoàng cung, vị hoàng tôn đời trước than khẽ một tiếng, vào ngày này của 14 tháng. Thân hình quần sáng của Vương Lâm chỉ còn cái đầu nọ cũng tràn ngập khe nứt, từng luồng sáng từ trong đó lan ra đột nhiên ầm vang rồi tan nát, đầu lâu kia tan nát, mắt thường nhìn lại bốn phía Vương Lâm không còn chút ánh sáng nào, nhưng nếu dùng thần thức đảo qua thì có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều mảnh vỡ lơ lửng bốn phía, những mảnh vỡ này còn đang liên tục vỡ vụn ra, giờ phút này sinh cơ trong thân thể Vương Lâm hầu như không còn. Giống hệt một thi thể. Cho dù máu huyết cũng không vận chuyển, người lạnh như băng, đồng thời hắn cũng mất đi tất cả thần trí giống như đã thực sự tử vong. Thứ duy nhất còn tồn tại của hắn là một luồng ý niệm này chính là muốn tiếp tục kiên trì tới giờ khắc cuối cùng mới dung hợp, nếu hắn có thể thành công thì có thể hồi sinh trở lại, nếu thất bại sẽ tan thành mây khói, ta sẽ thất bại sao? Không, ta tuyệt đối không thất bại, trong ý niệm này của hắn còn ẩn chứa một tiếng gầm giống khi cổ tổ chiến tiên. Những mảnh vỡ vô hình ngoài thân ảnh từ từ vỡ vụn hơn, lại qua thêm 4 tháng, lần đầu tiên phân thần của Vương Lâm trong kiếp thứ 2 của Tam Tổn kiếp đã tới 18 tháng, lúc này thậm chí cả Tống Thiên cũng phải biến sắc, từ quay lưng giờ đã trở thành nhìn thẳng vào tổ miếu, hắn còn như vậy thì không cần nói tới tộc nhân trong thủy cổ hoàn thành, kiên trì 18 tháng khiến cho tộc nhân thủy cổ đã có thói quen nhìn tầng sáng luôn tồn tại như sóng gợn quanh pho tượng cổ tổ, nhưng sâu trong lòng bọn họ thì việc này không thể quên nổi, tràn ngập vẻ không thể tin. Tháng thứ 19, tháng thứ 20, cho tới tháng thứ 27, thời gian hơn 2 năm, Vương Lâm vẫn kiên trì như trước, những mảnh nhỏ ngoài thân thể hắn bên trong tổ miếu giờ phút này đã có 3 phần hoàn toàn vỡ tan giống như cho bụi, chỉ còn một số mảnh nhỏ đang tiếp tục vỡ tan. Tháng thứ 30 tới, thời gian 2 năm rưỡi đã trôi qua, Tống Thiên nếu không cảm nhận được ý chí tồn tại bên trong tổ miếu thì thậm chí còn cho rằng Vương Lâm đã chết, một kẻ điên cuồng, hắn có thể có tu vi như vậy có quan hệ rất lớn với sự điên cuồng này. Hắn chẳng lẽ không biết hoàn toàn phân liệt có thể sẽ tử vong sao? Tống Thiên đã từ khoanh chân đứng dậy đứng bên ngoài tổ miếu, thần sắc biến hóa bất định, trong tháng thứ 30 này thủy cổ hoàng tôn giả nua trong hoàng cung. Trong lòng có dị động, không ngờ thường xuyên gọi kế đô tới trong ánh mắt ẩn hiện điều gì chỉ có hắn biết, chẳng qua hoàng tôn cũng không biết đó là kế đô cũng phát hiện ra điều gì, nhưng lúc này hắn bất chấp việc này mà lòng tràn đầy lo lắng, hắn không lo lắng cho vị trí hoàng tôn của mình là lo cho an nguy của nghĩa phụ, vào lúc tháng thứ 35 trôi qua. Ngay cả Huyền Lang ngồi khoanh chân trên bầu trời hộ pháp cho Vương Lâm cũng lộ vẻ lo lắng. Hắn cố tình muốn nhắc nhở Vương Lâm nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tháng thứ 36 đã tới trong sự do dự của Huyền La. Vào đêm của ngày nọ quần sáng phía ngoài pho tượng cổ tổ đột nhiên buộc phát ra ánh sáng chói mắt tới cực điểm. Ánh sáng này tầng tầng lớp lớp tràn ra tràn ngập tám phương, khiến cả thủy cổ hoàng thành lặng ngắt như tờ. Tất cả tộc nhân trong thời khắc này đều bỏ hết mọi việc, ánh mắt nhìn về phía pho tượng cổ tổ. Huyền La đứng dậy kích động nhìn tới. Tống Thiên hít sâu một hơi lui lại phía sau ngàn trượng, ngưng thần nhìn lại, thủy cổ hoàng tôn trong hoàng cung tâm thần khẩn trương,
đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào hướng tổ miếu. Kế Đô cũng tự mình đi tới bên ngoài tổ miếu ngàn trượng, lo lắng nhìn lại. Bên trong tổ miếu, trên thân hình bất động của Vương Lâm có ánh sáng bắn ra bốn phía, vô số điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện ngưng tụ lại dần dần hóa thành một thân ảnh đầy đủ. Thân ảnh này so với năm đó khổng lồ hơn mấy lần. Bên trong tỏa ra một luồng uy áp kinh người, trong nháy mắt khi tầng sáng này ngưng tụ, bên ngoài pho tượng cổ tổ 9 tầng sáng ầm ầm dung hợp làm một, sau đó buộc phát ra ánh sáng làm chói mắt tất cả tộc nhân thủy cổ, khiến cho đêm nay như trở thành ban ngày. Cũng trong tích tắc này, tầng sáng duy nhất vừa dung hợp liền ầm ầm chia lìa hóa thành 8 quần sáng, lưu chuyển bốn phía quanh tượng cổ tổ. Lần đầu tiên phân thần, thành 36 tháng, suốt 36 tháng, hoàn toàn tan nát, dung hợp hoàn mỹ. Tống Thiên nhìn cảnh tượng này thì thào tự đủ. Một số tộc nhân cổ tộc tin rằng cổ tổ còn chưa chết, cổ tổ còn tồn tại. Cũng càng nhiều tộc nhân tin rằng dù cổ tổ thật sự đã chết nhưng linh hồn vẫn còn, hắn vẫn còn đang che chở Tam Mạch cổ tộc. Nếu không thì làm sao giải thích được sự kỳ dị của pho tượng cổ tổ trong hoàng thành Tam Mạch? Làm sao giải thích được mỗi lần cổ tổ ban thưởng? Làm sao giải thích được khi mỗi lần có người độ cổ đạo tam phân thần lại có những quần sáng vờn quanh bốn phía pho tượng như vậy? Cổ đạo phân thần thì lần đầu tiên bên ngoài pho tượng cổ tổ sẽ có 9 quần sáng hiện ra, lần thứ 2 phân thần sẽ có 18 quần sáng, lần thứ 3 phân thần thì vào lúc cực hạn sẽ có 27 quần sáng. Ngay vào lúc này bên trong thủy cổ hoàng thành, ngoài pho tượng cổ tổ có 18 quần sáng bao phủ tỏa ra ánh sáng lưu hòa, từng đợt sóng gợn tràn ra tám hướng, tràn ngập cả thủy cổ hoàng thành, khiến ánh mắt của tộc nhân ngưng tụ lại nơi này. Tống Thiên đứng ở ngàn trượng ngoài tổ miếu, nhìn 18 quần sáng đang bừng lên trên bầu trời, trầm mặc trong chốc lát liền xoay người đi về phía xa xa. 3 năm trước hắn tới nơi này là vì muốn bồi thường chuyện năm xưa cũng khiến trái tim mình bình tĩnh lại. Hôm nay hắn đã hộ pháp cho Vương Lâm 3 năm. Dù trong 3 năm nay cũng không phải chỉ có mình hắn, nhưng Tống Thiên hắn nếu đã tới thì trong lòng đã có quyết định. Nếu thật sự trong quá trình này Vương Lâm gặp nguy cơ thì hắn sẽ nhất định ra tay. Hiện tại lần phân thần đầu tiên đã chấm dứt, hắn cảm thấy mình cũng không cần phải lưu lại nữa, liền cất bước, không quay đầu mà đi dần dần về phía xa trở lại Nguyên Thủy Sơn, không còn để ý tới chuyện nơi này mà tiếp tục đả tọa. Tống Thiên rời đi, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng, hắn ngồi khoanh chân trong tổ miếu, tầng sáng nguyên thần ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể đã khổng lồ hơn trước tới mấy lần, cùng với sự lớn mạnh của nguyên thần, Vương Lâm cảm thấy tu vi của mình dù chưa tăng lên cảnh giới mới nhưng so với trước đã mạnh hơn vài phần. Với tu vi của hắn dù chỉ mạnh hơn nửa điểm cũng đã rất kinh người rồi, nếu lần này độ kiếp cổ tộc ta có thể hoàn thành viên mãn toàn bộ lại đạt được hồn huyết. Như vậy thì trên đạp thiên kiều không biết ta có thể vượt qua cây cầu thứ tư năm đó không cách nào vượt qua nổi hay không. Vương Lâm thì thào, hắn hít sâu một hơi, hai mắt bừng sáng, ngẩng đầu nhìn tầng sáng đang trôi lơ lửng trên đầu mình. Lần đầu tiên phân thần mất thời gian 3 năm, mà nhất là cuối cùng gần như tử vong, nếu không phải là ý chí của ta còn thì sợ là đã không thể ngưng tụ được rồi. Cổ đạo tam phân thần này có liên quan tới ý chí, nhưng lại càng liên quan tới vận khí hơn. Vương Lâm nhíu mày, lúc này hắn coi như đã hoàn toàn giải thích được vì sao lại có ít người có thể hoàn thành phân thần hoàn mỹ tới vậy. Vận khí có lẽ có thể gặp một lần, thậm chí có thể hai lần, nhưng liên tục 3 lần thì đúng là cực kỳ xa vời rồi. Như vậy thì lần thứ 2 này, Vương Lâm nhắm hai mắt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên mở ra một lần nữa xác định suy nghĩ của mình. Vận khí tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu có ý chí cường đại có thể áp đảo tất cả thì cũng vẫn có thể nghịch chuyển. Hai tay Vương Lâm bắt quyết bỗng nhiên hướng về phía tầng sáng trên đầu điểm một chỉ, cùng lúc đó hai mắt hắn lại nhắm lại một lần nữa. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn nhắm lại, tầng sáng trên đỉnh đầu hắn chấn động mạnh, bên ngoài lại xuất hiện những cái khe li ti, cổ đạo nhị phân thần cứ thế mà triển khai. Ở trên bầu trời của thủy cổ hoàng thành, Huyền La nhìn xuống phía dưới, trên mặt hiện lên nụ cười, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hộ pháp cho đệ tử. Trong lòng hắn, đạo cổ nhất mạch cần hắn bảo vệ, nhưng đệ tử này vào thời khắc phân thần suy yếu cũng cần hắn tới bảo vệ. Thời gian thoáng một cái đã qua 3 năm, 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ trong thủy cổ hoàng thành cũng đã dung hợp với cả hoàng thành, thậm chí nhiều tộc nhân thủy cổ đã mơ hồ quen với sự tồn tại của nó. Bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng cũng nhìn lại quần sáng nọ, nhưng thời gian trôi đi tâm lý tò mò đều đã từ từ tiêu tán, lúc này chỉ còn lại một phán đoán. Họ đoán đối phương rốt cục trong lần phân thần thứ 2 này có thể kiên trì mấy năm, sau 3 năm lại là 3 năm nữa, suốt thời gian 6 năm, 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn như cũ khiến bầu trời thủy cổ hoàng thành giống như không có đêm tối và ban ngày luân phiên, mặc dù đêm tối thì ánh sáng vẫn bao phủ cả thủy cổ hoàng thành. Trong lần phân thần thứ 2 này, trong thời gian 10 năm trôi qua thậm chí còn có một số đứa trẻ thủy cổ mới sinh ra, chúng nhìn bầu trời thủy cổ hoàng thành, tưởng rằng vốn dĩ nó là như vậy. 10 năm phân thần, việc này dần dần truyền khắp cả cổ tộc, một số tộc nhân đạo cổ,
Cực Cổ thỉnh thoảng cũng tới nơi này muốn nhìn tận mắt cảnh tượng này. Thời gian vẫn trôi qua, Vương Lâm ở bên trong tổ miếu, tầng sáng trên đỉnh đầu vào năm thứ 10 đã chia năm xẻ bảy hóa thành những mảnh nhỏ vô hình. Hắn chịu đựng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn nhẫn mại như trước, những mảnh nhỏ vô hình này đang từ từ vỡ tung ra trở thành những mảnh vụn. Đại biểu cho lần thứ 2 nguyên thần hoàn toàn vỡ vụn, Thủy Cổ Hoàng Tôn vẫn là lão già năm xưa hình như đã bỏ qua một số ý nghĩ không thực tế, dần dần không để ý tới tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ này nữa mà chậm rãi chuyển ngôi vị hoàng đế cho Kế Đô. Thời gian tới lúc Kế Đô kế vị còn không tới 40 năm, đối với phàm nhân mà nói 40 năm chẳng khác gì nửa đời người, nhưng đối với người cổ tộc mà nói, 40 năm dù dài đằng đẵng nhưng cũng không quá xa xôi, lại 3 năm nữa trôi qua, Kế Đô từ từ nắm giữ những bí mật của Thủy Cổ nhất mạch. Lần thứ 2 phân thần của Vương Lâm đã tiến hành trong thời gian 13 năm, lại thêm nửa năm nữa, một luồng uy áp lớn lao từ trong tổ miếu lan ra bốn phía, đồng thời cũng có một luồng lực lượng kỳ dị sinh ra, luồng lực lượng này vần quanh, ngăn cản bất cứ thần thức nào dò xét đồng thời cũng cản trở người khác bước vào. Huyền La ngồi trên bầu trời nhìn về phía tổ miếu đầy lo lắng. Luồng lực lượng kỳ dị kia ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào tiến vào được, thậm chí hắn có thể cảm nhận, dù tự hắn đi vào cũng không có cách nào tiến vào trong tổ miếu một bước. Luồng lực lượng này thuộc về cổ tổ, thuộc về giọt hồn huyết của cổ tổ. Vào lúc tổ miếu xuất hiện biến hóa, trên Nguyên Thủy Sơn, Tống Thiên vốn đã không có ý định để ý tới chuyện này nữa đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ kinh nghi, nhìn về phương hướng tổ miếu, năm thứ 13 qua đi, năm thứ 14 cũng sắp qua, trong lực lượng kỳ dị bao phủ, khí tức của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất, không biết sống chết, thậm chí ngay cả ý chí lan ra giống như lần phân thần đầu tiên cũng đều không thể cảm thụ được nữa. Dấu hiệu duy nhất để biết Vương Lâm có lẽ chưa chết chính là 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn còn tồn tại như trước. Không ai biết giờ phút này bên ngoài thân hình Vương Lâm trong tổ miếu đang tồn tại rất nhiều mảnh vỡ từ nửa năm trước đã hoàn toàn trở thành những mảnh vụn phân liệt hoàn toàn. Chẳng qua sau khi phân liệt lại xuất hiện hiện tượng không thể dung hợp. Trong nửa năm này Vương Lâm dựa vào ý chí lớn lao mạnh mẽ dung hợp mấy lần nhưng mãi vẫn không thành công. Ý chí của hắn sau mấy lần mạnh mẽ dung hợp đang từ từ giảm bớt trở nên cực kỳ yếu ớt không thể phát hiện ra. Trong thân thể không đã, không còn chút sinh cơ, chỉ có ý chí không còn nhiều lắm vẫn đang tiếp tục gương ngạnh lần lượt dung hợp, ngoài thân hình hắn luôn có rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này tụ tập lại, sau khi mơ hồ hiện ra hình dáng tầng sáng liền một lần nữa không yên ầm ầm tan nát nổ tung ra bốn phía, tất cả những điểm sáng này liền ảm đạm, hoàn toàn biến mất, đây là lần thứ 13, Vương Lâm đã không còn thần trí và ý thức, dựa vào ý chí không nhiều lắm triển khai lần dung hợp thứ 14. Bên ngoài thân thể hắn lại xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Lúc này năm thứ 14 chậm rãi trôi qua, năm thứ 15 đã tới, vào ngày năm thứ 15 tới, quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ xảy ra một biến hóa kinh người, biến hóa này khiến tất cả tộc nhân trong hoàng thành chú ý, khiến cho những người đã quen nhìn thấy quần sáng này tồn tại lại một lần nữa xôn xao hẳn lên, thậm chí ngay cả Thủy Cổ Hoàng Tôn vốn không quan tâm tới việc này nữa cũng từ trong hoàng cung ngẩng đầu. Nhìn về phía pho tượng cổ tổ xa xa hít sâu một hơi, thân thể Kế Đô cũng sững lại ở giữa không trung. Khẩn trương nhìn lại không biết rằng bàn tay mình đang nắm chặt, mà Tống Thiên trên Nguyên Thủy Sơn đứng trên đỉnh núi như chiếc sừng trâu cũng ngưng thần nhìn lại kinh nghi bất định, chỉ thấy 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ giờ khắc này lại có một quần sáng đang mở đi nhanh chóng, chỉ sau một nén hướng, đồng nhiên biến mất hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán đi. Do đó bên ngoài pho tượng cổ tổ chỉ còn lại 17 quần sáng phân thần bị nghiền nát đây, đây là do nguyên nhân gì, chẳng lẽ người này phân thần lần hai thất bại tử vong rồi? Nếu không thì tuyệt đối không gặp chuyện quần sáng bị nghiền nát tiêu tán như vậy. Ta nghĩ ra rồi, năm xưa ta từng nghe nói cổ đạo tam phân thần này mỗi một lần phân thần cũng không phải cứ thế mà tiến hành, đều có thời gian cực hạn. Chẳng lẽ lần phân thần thứ hai của người này đã tới thời gian cực hạn rồi? Những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên trong Thủy Cổ Hoàng Thành. Tới thời gian cực hạn của lần phân thần thứ hai rồi. Nếu toàn bộ 18 quần sáng tiêu tán hết mà Vương Lâm không hoàn thành dung hợp thì hắn phải hồn phi phách tán. Tống Thiên hít sâu một hơi nhíu mày nhìn về phía tổ miếu, Huyền La trên bầu trời trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc đột nhiên đại biến, với thân phận của hắn hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nguyên nhân quần sáng biến mất. Giờ phút này không chút do dự nhoáng lên từ bầu trời bay thẳng tới tổ miếu, Tống Thiên sớm đã biết Huyền La tới nhưng vẫn không nói rõ ra, giờ phút này hắn cũng không quản tới nhìn thấy thân ảnh này lại hơi do dự một chút nhưng không ngăn cản, chỉ thấy Huyền La trong nháy mắt đã tới bên ngoài tổ miếu. Không chần chừ chút nào mà cất bước bước vào, nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn bước vào thì một luồng lực lượng mạnh mẽ liền ầm ầm đẩy hắn bắn ngược ra, thân thể Huyền La chấn động. Nhưng không có cách nào đi vào được, bị cản ở bên ngoài, giờ phút này trên pho tượng cổ tổ quần sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, cho tới quần sáng thứ 11 liên tục bị nghiền nát.
Bên ngoài pho tượng cổ tổ lúc này chỉ còn tồn tại 7 quần sáng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chẳng qua trong 7 tầng sáng giờ phút này lại vừa có một quần sáng từ từ mờ đi giống như tùy lúc có thể tiêu tán vậy. Vương Lâm, Huyền La bị ngăn bên ngoài tổ miếu. Hướng về phía trong truyền thần niệm nhưng thần niệm này một đi không trở lại, đầu lâu của tiên tổ không biết là Vương Lâm có thể nghe thấy hay không, hai tay hắn bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện một vầng sáng tỏa ánh sáng chói mắt như mặt trời cất bước đi về phía trước, ầm ầm tiến vào tổ miếu. Nhưng chỉ sau mấy bước, hắn lập tức bị bắn ngược lại, thân thể bị cuốn về phía sau, trong khi Huyền La không ngừng thử mọi cách thì sâu trong tổ miếu, thân thể Vương Lâm đã hoàn toàn khô héo nhìn như xương khô, bốn phía quanh hắn không còn chút điểm sáng, ý chí của hắn đã mơ hồ tới không thể phát hiện ra, vô số lần thử dung hợp toàn bộ đều thất bại khiến ý chí của hắn giống như bị xóa tan, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có chút tiếng động nhưng một lát sau lại có một tiếng hồi âm mơ hồ vang lên, Vương Lâm, Vương Lâm, Vương Lâm. Vương Lâm nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, chỉ là sau khi giọng nói này xuất hiện. Trong cơ thể như xương khô của hắn có một đám hồng quang lóe lên, hồng quang này chính là hồn huyết trong cơ thể hắn, ánh sáng lóe lên giống như chiếu rọi chỗ sâu trong tổ miếu đen tối này, thời gian trôi qua không biết đã qua bao lâu, quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ lại tiêu tán bốn luồng sáng nữa chỉ còn ba quần sáng, khiến cho ánh sáng bao phủ thiên địa cũng giảm đi không ít, khiến cho màn đêm đen kịt lúc này trong 10 năm lần đầu tiên còn vẻ bất đồng, nhưng đêm nay lại hầu như không có ai đi ngủ, tất cả tộc nhân thủy cổ đều nhìn về phía pho tượng cổ tổ xa xa thậm chí cả hô hấp cũng như ngừng lại. Ba quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ lại vừa có một quần sáng như ngọn nến bị gió thổi tắt, lập lòe một chút rồi vụt tan, lại ít đi một quần sáng rồi, chỉ còn hai quần sáng thôi. Cổ đạo phân thần của người này đã tiến hành tới 20 năm, chẳng lẽ không thể thành công sao? Đến lúc hai quần sáng này tiêu tán hết kia lại một quần sáng nữa biến mất. Tiếng xôn xao bao phủ cả thiên địa bao phủ thủy cổ hoàn thành. Hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khi nhìn quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ biến mất một lần nữa, lúc này chỉ còn lại một đạo mà thôi, mà quần sáng này cũng từ từ ảm đạm đi. Vương Lâm, tỉnh lại đi. Huyền La vung quyền đánh thẳng về phía tổ miếu, phát ra tiếng giống kinh thiên, tiếng giống nọ vang vọng cả thủy cổ hoàng thành, giống như lôi đình ầm vang, cuối cùng toàn bộ cuốn về phía tổ miếu này, thân thể của hắn lại mạnh mẽ tiến vào phía trong một lần nữa nhưng lại bị luồng lực lượng kia đẩy bật lại, liên tục lui lại phía sau mấy bước. Khuôn mặt Huyền La đầy lo lắng, hắn đã trải qua cổ đạo tam phân thần, hắn biết trong khi phân thần, chỉ cần quần sáng bất diệt thì dù sinh cơ không còn, ý thức không còn, nhưng trên thực tế vẫn không phải tử vong mà giống như ngủ say vậy, một loại ngủ say từ linh hồn, nếu có thể đánh thức thì chỉ cần quần sáng vẫn còn thì vẫn còn có thể sinh tồn. Đó cũng chính là nguyên nhân hắn lựa chọn tới hộ pháp cho Vương Lâm, chỉ khi nào toàn bộ quần sáng biến mất thì loại ngủ say kia mới chẳng khác gì tử vong chính thức. Vương Lâm, ta là sư tôn Huyền La, ngươi mau tỉnh lại. Huyền La gầm thét, truyền tất cả âm thanh vào tổ miếu mà hắn vẫn không thể bước vào. Vào lúc giọng nói của hắn vang vọng cả thủy cổ nhất mạch, cả thủy cổ hoàng thành bộc phát ra tiếng xôn xao lớn, hầu như tất cả tộc nhân đều nghi vấn người độ kiếp hơn 10 năm trong tổ miếu là ai, mà giờ phút này nghi vấn đã có đáp án. Vương Lâm. Tên này hơi quen, đúng là hắn. Vương Lâm này không phải là người 100 năm trước giết đạo cổ hoàng tôn sao, không ngờ lại là hắn. Nghe đồn Vương Lâm này chính là mặt trời thứ 10 của Tiên Cương Đại Lục, trời ạ, không ngờ người độ kiếp ở tổ miếu lại là Vương Lâm hắn. Trong tiếng gầm giống đầy lo lắng của Huyền La, trong tiếng xôn xao của thủy cổ hoàng thành, quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ càng ảm đạm giống như lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Sâu trong tổ miếu, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân bất động, huyết quang bên ngoài thân thể lóe lên càng kịch liệt, người nào gọi ta? Vương Lâm giống như đang ngủ say, tới một nơi kỳ dị, nơi đó mơ hồ hắn mở mịt bước đi. Hắn đi không biết bao lâu cho tới khi mơ hồ nghe thấy phía sau có một giọng nói đang kêu gọi, ta là ai? Vương Lâm vẫn mờ mịt như trước nhưng tiếng gọi kia vẫn như ẩn như hiện, khi hắn muốn nghe thì lại không tồn tại nữa, ta sao lại ở nơi này? Vương Lâm mê man, vẫn tiếp tục đi về phía trước, bầu trời nơi này hôn ám, mặt đất nơi này cũng mông lung, cả thiên địa giống như bị sương mù bao phủ. Không thể nhìn thấy những địa phương quá xa, nơi này là một đống đổ nát, mặt đất không có chút sinh khí giống như đã bị bỏ hoang vô số năm rồi. Mơ hồ có thể thấy núi non nhưng không có cây xanh, chỉ toàn là cho bụi màu xám. Ta, là ai? Vẻ mê man trong mắt Vương Lâm càng đậm, hắn giống như đã mất đi rất nhiều ký ức, không thể nhớ ra mình là ai, không nhớ nổi vì sao mình lại ở nơi này, không nhớ nổi đây là địa phương nào. Tỉnh lại, tỉnh. Tiếng kêu mơ hồ kia lại vang vọng rất nhỏ một lần nữa khiến bước chân Vương Lâm sững lại, ta hình như nghe được gì. Vương Lâm mê man, muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng trong nháy mắt khi hắn muốn quay đầu đột nhiên lại thấy trong sương mù phía trước có một ngọn núi, trên ngọn núi này có tuyết bảy màu rực rỡ đang rơi xuống, rất đẹp,
ở trên ngọn núi đó có một thân ảnh chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một nam tử, hai tay đang nâng một thi thể tóc dài buông xuống, bị gió gợn lên. Cảnh tượng này lộ vẻ thê lương và bi ai vô cùng, Vương Lâm kinh ngạc nhìn thân ảnh nọ hắn có cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này khiến thân thể hắn run rẩy. Một tiếng gầm thét bi ai tới cực điểm từ trong miệng thân ảnh xa xa trên đỉnh núi truyền ra, hắn ngẩng đầu gầm thét thê lương với trời cao, tiếng thét vang vọng tám phương, mang theo lực lượng xuyên thấu tiến vào trong lòng Vương Lâm khiến thân thể hắn run rẩy càng kịch liệt. Trong tiếng gầm giống này chỉ thấy bầu trời hôn ám chấn động, giống như có vô số sóng gợn lan ra cũng có dấu hiệu vỡ vụn, giống như cả bầu trời cũng không thể chống lại tiếng giống này, đang chuẩn bị sụp đổ. Trời ơi, thân ảnh trong tiếng giống kia cất lời, nhưng trong nháy mắt khi hắn nói ra những lời này, bên tai Vương Lâm rõ ràng hiện ra một giọng nói quen thuộc. Vương Lâm tỉnh lại, giọng nói này vang vọng, giống như đột nhiên xuất hiện, sau khi xuất hiện liền khiến ngọn núi trước mắt Vương Lâm biến mất, thân ảnh ôm thi thể ngửa mặt lên trời gầm thét cũng biến mất, thân hình Vương Lâm chấn động, theo tiềm thức quay đầu lại, trong nháy mắt khi nhìn về phía sau trong đầu hắn ầm vang, hắn nhớ ra hắn là Vương Lâm, hắn đang độ kiếp trong tổ miếu, tiến hành dung hợp trong lần phân thần thứ hai, trong nháy mắt khi hắn nhớ ra tất cả, hai mắt hắn không còn vẻ mê man mà được sự sáng suốt thay thế. Cùng lúc đó sâu trong tổ miếu, bên ngoài thân hình Vương Lâm đang ngồi khoanh chân 10 trượng có một lão già mái tóc bạc trắng, thân thể đang run rẩy đứng đó, y phục hắn mặc không ngờ lại thuộc về Huyền La, chẳng qua hình dáng Huyền La không còn vẻ thanh niên mà đã bị năm tháng bao phủ. Vương Lâm tỉnh lại, lão già kia gầm lên giọng nói đã khàn khàn. Vương Lâm từ từ mở hai mắt, trong nháy mắt khi nhìn về lão già nọ, khuôn mặt lão già hiện lên vẻ mừng rỡ nhưng không thể chống đỡ nổi luồng phân lực ở nơi này nữa mà bị đánh bay ra khỏi tổ miếu. Sư tôn, Vương Lâm thì thào nhìn về hướng Huyền La rời đi, nhìn hình dáng mái tóc bạc trắng kia, hắn biết cả đời hắn không thể quên được ân tình này, hắn ngẩng phát đầu hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này tụ lại trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng hình thành một thân ảnh ánh sáng, trong chớp mắt khi Huyền La bị bắn khỏi tổ miếu, hắn thấy quần sáng cuối cùng bên ngoài pho tượng cổ tổ dần dần biến mất. Nhưng ngay trong tích tắc chuẩn bị biến mất đột nhiên quần sáng đó ngưng tụ lại đồng thời tỏa ra ánh sáng chói mắt, luồng sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho tới luồng sáng thứ 12 lại đồng thời xuất hiện, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, ngay sau đó luồng sáng thứ 13, 14, thứ 18 xuất hiện toàn bộ, cả thủy cổ hoàng thành bị cảnh tượng bất ngờ này khiến trở nên yên tĩnh, sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng xôn xao ngập trời ầm ầm bùng lên, trong tiếng xôn xao này, chỉ thấy trên pho tượng cổ tổ liền xuất hiện luồng sáng thứ 19, sau đó còn có quần sáng thứ 20, 21, 22, cho tới quần sáng thứ 27 hoàn toàn bao phủ pho tượng, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Sóng gợn lan tới tám phương, chẳng những bao phủ cả thủy cổ hoàng thành mà ngay cả ngoài phạm vi Nguyên Thủy Sơn cũng bị ánh sáng và sóng gợn bao phủ, trên mặt Huyền La hiện lên nụ cười. Hắn không dừng lại ở ngoài tổ miếu mà trong lúc 27 quần sáng này lóe lên liền rời khỏi nơi này xuất hiện trên bầu trời, lại khoanh chân ngồi xuống, hắn biết việc hộ pháp còn chưa chấm dứt, Vương Lâm còn cần phải vượt qua lần phân thần cuối cùng. Bên trong tổ miếu, trên đầu Vương Lâm lơ lửng một quần sáng rất lớn. Quần sáng này phải lớn hơn tới mấy chục lần so với lần đầu tiên hắn phân thần, hắn ngẩng đầu, thân ảnh trong quần sáng cũng ngẩng đầu giống như nhìn xuyên qua tổ miếu, nhìn thấy nụ cười của Huyền La trên bầu trời, sư tôn, ánh mắt hai người ngưng tụ với nhau, một hồi lâu sau Vương Lâm túi đầu hít sâu một hơi, lần cổ đạo phân thần thứ hai này cực kỳ hung hiểm nhưng trong thời khắc mê man dường như hắn lại chứng kiến tất cả, trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân ảnh ôm thi thể ngửa mặt lên trời gầm giống thê lương kia. Thân ảnh là ai? Thi thể hắn ôm là ai? Vấn đề này Vương Lâm không dám suy nghĩ, không muốn suy nghĩ, sợ hãi suy nghĩ. Hắn yên lặng ngồi trong tổ miếu, từ trước tới nay đã là 68 năm, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Vương Lâm thi thào, giọng nói như ẩn như hiện trong tổ miếu, trong thủy cổ hoàng thành. Sau khi 27 quần sáng xuất hiện, tiếng xôn xao đã lên tới đỉnh, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên pho tượng cổ tổ. 18 năm, người này lần đầu tiên phân thần mất 3 năm, lần thứ 2 phân thần 15 năm, hắn tuyệt đối là phân liệt hoàn mỹ, dung hợp hoàn mỹ. Lần đầu tiên, hắn coi như thành công, nhưng lần thứ hai dung hợp sau khi phân thần hiển nhiên là sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, không biết lần thứ ba này hắn sẽ như thế nào. Vương Lâm này nếu tiếp tục lựa chọn phân liệt hoàn toàn trong lần thứ ba này thì sợ sẽ rất khó vượt qua. Nếu ta là hắn thì lần thứ ba này đơn giản chấm dứt sớm lấy an toàn làm đầu. Trong ánh mắt ngưng tụ của mọi người trong thủy cổ hoàng thành, Vương Lâm trong tổ miếu hít sâu một hơi, hắn khu trừ tầng tầng suy nghĩ do thân ảnh trong đầu nguyên thần. Toàn tâm toàn ý đắm chìm vào lần cổ đạo tam phân thần thứ ba, hắn có thể cảm nhận được sau khi phân thần lần thứ hai thành công, nguyên thần mình đã lớn mạnh hơn vô số lần, cũng khiến tu vi bản thân cường hãn hơn không ít. Nếu lần thứ ba cũng thành công thì khi nguyên thần dung hợp trong nháy mắt hắn có thể đạt tới đỉnh phong, loại trình độ đó, có lẽ có thể vượt qua cổ đạo,
ánh mắt Vương Lâm lóe lên lộ vẻ kiên định, trong nháy mắt liền nhắm mắt lại, tầng sáng nguyên thần hầu như đã chiếm toàn bộ nơi này, bên ngoài cơ thể hắn từ ngưng thật lại dần dần phân liệt lần thứ ba, lần cuối cùng, 3 năm 15 năm, lần này sẽ cần bao nhiêu năm đây, Vương Lâm vẫn không có đáp án, thời gian thoáng cái trôi qua, chẳng hay biết Vương Lâm ở trong tổ miếu phân thân lần thứ ba đã vượt qua thêm 7 năm, tộc nhân thủy cổ nhất mạch trong chờ mong, mỗi ngày đều nhìn về phía 27 tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ, thủy cổ hoàng tôn cũng dần dần hoàn thành quá trình quá độ của tân hoàng kế đô. Thời gian kế đô trở thành tân hoàng càng lúc càng gần, khi ngày ấy gần tới, ánh mắt của tộc nhân thủy cổ cũng rời dần khỏi quần sáng trên pho tượng cổ tổ hướng về phía chuyện lớn nhất sắp tới của thủy cổ nhất mạch, tân hoàng đăng cơ. Vô số quân đội thủy cổ trong thời gian 25 năm khi kế đô sắp đăng cơ dần dần được thủy cổ hoàng tôn buông tay giao cho kế đô, khiến kế đô có thời gian làm quen, chuẩn bị nên đón tiên cổ đại chiến mấy trăm năm sau. 5 năm, 5 năm, 5 năm. Năm tháng trôi qua, xuân hạ thu đông vô tình thay đổi, trong nháy mắt lại trôi qua 15 năm. Đây đã là 20 năm từ khi Vương Lâm phân thần lần thứ 3. Nếu như tính cả thời gian trước thì Vương Lâm đã bước vào tổ miếu này suốt 90 năm. Thời gian 90 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Có thể cả đời của phàm nhân, cũng có thể khiến tân hoàng đăng cơ, thủy cổ hoàng tôn đã lùi về phía sau để kế đô ra mặt. Tuy nói còn chưa tiến thành đại lễ đăng cơ, nhưng hầu như tất cả mọi chuyện của thủy cổ nhất mạch lúc này đều do kế đô phụ trách xử lý. Hắn còn chưa mang vương miện nhưng hắn cũng đã mặc hoàng bào. Chẳng qua dù là kế đô thì sáng sớm ngày nào cũng đều có thói quen nhìn về phía tổ miếu, chưa bao giờ thay đổi niềm tin của hắn rằng nghĩa phụ nhất định thành công. Bên trong tổ miếu, bên ngoài thân thể Vương Lâm, quần sáng nguyên thần khổng lồ lúc trước giờ đây đã vỡ vụn, trở thành vô số mảnh vụn đang vỡ nát ra. Lúc này Vương Lâm đã nhận ra giáo huấn lần trước, thế nên hắn để lại trong người một tia thần thức. Tia thần thức này có thể thức tỉnh bản thân trong thời điểm mấu chốt. Nỗi đau đớn khi nguyên thần phân liệt trong 10 năm này vô số người không thể chịu đựng nổi, nhưng đều được Vương Lâm chịu đựng. Hắn thậm chí có cảm giác chai lì với nỗi đau đớn này. Thời gian 95 năm trôi qua, thủy cổ nhất mạch bắt đầu chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ của tân hoàng 5 năm sau. Tầng sáng nguyên thần của Vương Lâm đã biến thành mảnh nhỏ, giờ hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn. Hắn bắt đầu thử dung hợp, bởi vì lần thứ 2 xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khiến lần này Vương Lâm dung hợp rất cẩn thận. Hắn không hoàn toàn dung hợp nguyên thần mà lựa chọn tách ra dung hợp từng bộ phận một cho tới khi hoàn mỹ, mà ở sâu trong ý niệm của hắn còn có một suy nghĩ phải hoàn thành trong khi dung hợp. Thời gian 1 năm lại 1 năm trôi qua, vào năm thứ 96 Vương Lâm đã hoàn thành dung hợp tầng sáng nguyên thần gần 3 phần. Quần sáng sau khi dung hợp cũng không khổng lồ mà ngược lại rất nhỏ, chỉ bằng một nắm tay, nhưng nguyên thần ngưng tụ 3 phần này lại cường đại tới gấp mấy lần nguyên thần lần thứ 2 dung hợp. Nếu thật sự hoàn toàn dung hợp xong, nguyên thần đầy đủ thì có lẽ có thể khiến Vương Lâm đạt tới đỉnh phong thật. Vào năm thứ 97, tầng sáng nguyên thần của Vương Lâm đã ngưng tụ được 5 phần, lại cường đại hơn trước không ít. Thời gian 100 năm chỉ còn lại 3 năm hơn, 1000 ngày đêm mà thôi, thủy cổ hoàng thành trong mấy năm này cực kỳ náo nhiệt. Trước khi tiến hành đại lễ như vậy, hầu như tất cả cường giả của thủy cổ nhất mạch đều từ 4 phương quay về hoàng thành, chứng kiến sự kiện có thể nói là lớn nhất thủy cổ nhất mạch. Hoàng quyền luân phiên khiến cho toàn bộ thủy cổ nhất mạch đều vận chuyển. Chẳng qua kế đô sắp đăng cơ, vào năm thứ 97 hắn yên lặng một mình đi tới bên ngoài tổ miếu, khoanh chân ngồi đó yên lặng chờ đợi. Hắn bỏ qua tất cả mọi chuyện, muốn trong 3 năm trước khi trở thành hoàng tôn này làm bạn với nghĩa phụ. Từng ngày trôi qua, trong thủy cổ hoàng thành càng có nhiều tộc nhân trở về hơn, thậm chí sứ đoàn của hai tộc khác cũng đều đang trên đường tới. Hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều người tới thủy cổ hoàng thành. Chẳng qua nếu so với sự phồn hoa náo nhiệt trong thành này thì ở ngoài tổ miếu ngàn trượng lại cực kỳ an tĩnh. Nơi này từ rất lâu trước đó đã biến thành cấm địa không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào, mà bốn phía nơi này còn có vô số thị vệ của hoàng cung bảo vệ. Trong sự yên tĩnh này, kế đô ngồi nhắm mắt yên lặng. Nghĩa phụ, còn 3 năm nữa là hài nhi có thể trở thành thủy cổ hoàng tôn rồi. Kế đô ngồi ở nơi này ngày đêm trôi qua, năm thứ 98 đã tới, năm thứ 99 đã tới, cho tới năm thứ 100, cuối cùng cũng vô thanh vô tức trôi qua, vào một ngày trong năm thứ 100 này bên trong thủy cổ hoàng thành, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên pho tượng cổ tổ. Chẳng qua lúc này mọi người không phải nhìn tầng sáng bên ngoài pho tượng mà là nhìn hoàng tôn của bọn họ ở đó. Cả hoàng thành giờ phút này đều yên tĩnh, trong hoàng cung cũng có vô số tộc nhân. Bọn họ đang đợi hoàng tôn mới xuất hiện, trên quảng trường rộng lớn mọi người đứng dày đặc, còn sứ đoàn của hai tộc cũng tới cực kỳ long trọng, mang theo hậu lễ mà dẫn đầu đều là những người hoàng tộc có địa vị cao quý. Bọn họ đứng ở trong quảng trường này cùng chờ đợi. Trong quảng trường rộng lớn này có một chiếc đỉnh khổng lồ, trong đỉnh này có một đám bùn đất xốp, bên trên đặt một cây hương chưa châm, người có tư cách đốt cây hương này chỉ có kế đô mà thôi. Đây là hoàng quyền hương, hương bay lên lại biến ảo ra phong vân, ngưng tụ ra chấn thiên cổ.
chiếc trống này cũng chỉ có Kế Đô mới được gõ đánh làm 9 tiếng vang vọng thiên địa xong thì sẽ nhận một vái của tộc nhân thủy cổ, những người chờ. Đợi nơi này còn có cả Hoàng Tôn đã già nua, hắn cũng đang chờ đợi, giờ lành đã đến, bệ hạ thế, có mấy người đứng bên cạnh thủy cổ Hoàng Tôn, trong đó có một lao già do dự một chút rồi nhẹ giọng nói, chờ đợi, thủy cổ nhất mạch chúng ta làm gì có giờ lành gì, một khắc khi Kế Đô tới thì đó chính là giờ lành, thủy cổ Hoàng Tôn sắp thoái vị khàn khàn nói, lao già vừa nói chuyện liền cung kính vâng dạ. Bên ngoài tổ miếu, Kế Đô vẫn ngồi khoanh chân hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Không để ý tới thiên địa, một ngày trọng đại trong đời hắn sắp tới, ở phía sau hắn đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, chỉ thấy một thị vệ mặc áo giáp đen nhanh chóng cất bước tới, sau khi tới gần mới từ từ chậm lại, bệ hạ đã tới giờ rồi, thị vệ này quỳ xuống, chính là một trong năm nam tử đi theo Kế Đô từ xưa, hắn túi đầu nói khẽ, Kế Đô không nói gì vẫn đứng bất động như trước, thị vệ phía sau vẫn quỳ nơi đó chờ mặc, qua thời gian nửa nén hương. Một tiếng than khẽ từ miệng Kế Đô truyền ra, hắn mở mắt nhìn tổ miếu, trầm mặc đứng dậy quỳ xuống dập đầu ba lệ về hướng tổ miếu, nghĩa phụ hài nhi đi đây. Kế Đô ngẩng đầu nhìn tổ miếu một lần nữa rồi xoay người trở lại phía sau, thị vệ cũng đứng dậy đi theo sau hắn, một đám người dần dần rời đi, mà lúc những người này rời đi rồi, tại bên trong tổ miếu, bên ngoài thân thể Vương Lâm trôi nổi một tầng sáng không lớn, tầng sáng này đã không còn lớn như một nắm tay mà đã có thân thể giống với lúc chưa phân thần. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, tầng sáng rất đầy đủ thoạt nhìn như đã hoàn toàn dung hợp, chẳng qua hai mắt nguyên thần trong tầng sáng đang nhắm, vào một năm trước Vương Lâm đã có thể hoàn thành dung hợp rồi, lần dung hợp này cực kỳ thuận lợi không có chút chuyện bất ngờ, nhưng Vương Lâm lại không lựa chọn chấm dứt lúc này, hắn vẫn âm thầm cảm thấy thiếu sót, cả người chìm đắm bên trong đó như ngủ say vậy, hắn muốn một lần nữa tiến vào bên trong vùng thiên địa mơ hồ xuất hiện trong lần phân thần thứ hai, hắn muốn nhìn thấy ngọn núi có tuyết bảy màu trước đây thấy thân ảnh kia. Hắn muốn nghe lời nói đầy đủ của thân ảnh kia, chẳng qua hắn cũng không biết phải làm sao để tiến vào bên trong thế giới mơ hồ kia, hắn thậm chí không biết nơi đó là địa phương nào, suy tư và thử nghiệm hơn một năm rốt cục vào ngày này Kế Đô chuẩn bị nắm quyền thì trong đầu Vương Lâm mơ hồ đi, hắn lờ mờ thấy được thế giới đã từng gặp kia, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.